Chương 141 Nghĩ đến đây, Liên Kiều khóc càng uất ức hơn, cô muốn lập tức trở về Hồng Kông. Khi trước cô tới nơi này để làm gì, sớm biết như vậy, đánh chết cô cũng sẽ không đến. Đúng, chính là cung quý dương. Là cung quý dương cổ vũ cô đến chỗ này. Liên Kiều vội vàng lấy điện thoại di động ra, tìm thấy số của cung quý dương, không chút do dự liền gọi. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng túc túc, sau đó lập tức được thay thế bằng một giọng nói tà mị lười biếng. a, à, liên kiều. trong điện thoại truyền tới rõ ràng là giọng kinh ngạc. hu hu, cung quý dương. hu hu. liên kiều vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của cung quý dương, nước mắt không khống chế nổi chảy ao ao, khóc không thành tiếng. cung quý dương ở đầu dây bên này thực sự bị giật mình, nhanh chóng thu hồi ngữ điệu cà phơ cà phất, vội vàng hỏi, liên kiều, em sao vậy? sao lại khóc thành ra như thế? Liên Kiều hít hít cái mũi nhỏ, uất tức đầy mặt, cung quý dương, tôi, tôi bị đánh, hu hu. A, à, cung quý dương kinh ngạc a à ra một tiếng, em bị đánh? Là ai đánh em? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Liên Kiều khóc đến mức bắt đầu ho khan, nàng cố hắn cổ họng, nức nở, chính là hoàng phủ ngạn tước, anh ta đánh, đánh tôi, còn đe dọa tôi, nói lần sau tôi còn trêu chọc anh ta tức giận, anh ta, anh ta liền đánh tôi. Liên Kiều trước tiên em nín khóc đã ngoan nào em nói rõ cho anh biết là hoàng phủ ngạn tước đánh em sao trong giọng nói cung quy dương dường như không thể tin được hoàng phủ ngạn tước lại có thể đánh một cô bé làm sao có thể đúng chính là anh ta đánh tôi liên kiều dùng sức gật gật đầu cũng không ý thức được cung quy dương ở đầu dây bên kia căn bản là không nhìn thấy anh ta anh ta ghét bỏ tôi nghịch ngợm còn còn không cho phép tôi ra ngoài chơi tôi không muốn ở nhà anh ta nữa tôi muốn về về hồng kông hu hu đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài ôi âm thanh vừa cất lên liên kiều à em nói cho tôi biết hoàng phủ ngạn tước đánh em thế nào cung quy dương dù nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra trường hợp hoàng phủ ngạn tước đánh phụ nữ này đây là tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện này đàn ông đánh phụ nữ đối với bốn người bọn họ chuyện này hèn mọn tới mức nào như thế nào liên kiều một tay cầm di động một chút thêm một tờ khăn giấy, hung hăng lau lau lên mũi nói, anh ta mới đánh mông tôi. Hu hu hu, tôi hận chết anh ta. À, lần thứ hai cung Quy Dương thốt ra kinh ngạc, cái gì? Hắn không nghe lầm chứ? Đánh, đánh mông cô ấy. Nghĩ đến đây, hắn thật sự nhịn không được, liền bật cười. Này, cung Quy Dương, anh cười cái gì? Tôi khổ sở muốn chết, anh còn cười, liên kiều lớn tiếng gào thét vào chiếc điện thoại nếu không phải anh gợi ý cho tôi đến chỗ này tôi cũng sẽ không bị đánh được 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 là tôi sai tôi không nên cười cung quy dương ở đầu dây bên kia vội vàng nhận lỗi nghe xong trong lòng hắn liền hiểu nhất định là nha đầu liên kiều này quá nghịch ngợm hoàng phủ ngạn tước không chịu nổi nữa mới làm như vậy nhưng mà để cho một vương tử cao nhã như vậy mất đi tính nhẫn nại còn đánh mông một cô gái nhỏ cố đánh nữa một màn này nhìn qua rất có ý tứ chuyện thú vị như thế, xem ra về sau lại có có cớ để quấy rầy cậu ta, việc này nếu bị thiếu đường cùng thiên dục biết, bọn họ nhất định sẽ mang bom đến Hoàng Phủ Gia. Cái tên gia hỏa xấu xa kia lại có thể nghĩ ra chiêu độc như vậy để đối phó với nha đầu nghịch ngợm Liên Kiều này, thật sự là cao tay. Liên Kiều cũng không biết tâm tư của Cung Quy Dương cô nói vào điện thoại, này Cung Quy Dương, tôi muốn đi. Ai, Liên Kiều, em muốn đi đâu a? À? Cung Quy Dương thấy cô hỏi liền giật mình, liền vội vàng hỏi. Tôi muốn về Hồng Kông. Hoàng Phủ Ngạn Tước rất chán ghét, tôi không muốn thấy anh ta. Liên Kiều vừa nghĩ tới cái mông mình liền hận thấu xương người đàn ông đang ngồi trong văn phòng tổng tài kia, hận không thể lập tức mọc cánh bay đi. Cung Quy Dương sau khi nghe thấy cô nói, vội vàng khuyên nhủ, Liên Kiều, em làm như vậy rất không lý trí, bây giờ phần lớn các bến cảnh đều nghĩ, em về thế nào? Ừ. Hai mắt Liên Kiều đẫm nước, tôi muốn về Malaysia. Tôi muốn nói cho ông nội chuyện này, để ông nội thay tôi trút giận. Ai? Đầu bên kia phát ra tiếng thở dài, Liên Kiều, nếu em làm như vậy, càng là không lý trí. Vì cái gì, chẳng lẽ còn muốn tôi ở đây bị ngược đãi? Liên Kiều dậm chân một cái, xoa xoa bầu mắt nói. Cung Quy Dương không hoang mang chút nào, nhà, em từ từ nghe tôi giải thích, hắn tạm ngừng chút. Sau khi biết Liên Kiều đã nghiêm túc nghe mình nói, hỏi tiếp, Liên Kiều, em thành thật trả lời tôi, ông nội em có bao giờ nói qua em thực sự rất nghịch không liên kiều nghĩ lại sau đó rầu rĩ trả lời có nói qua thì đó cung quy dương ở đầu bên kia nở nụ cười em nghĩ mà xem ngay cả ông nội em cũng cho rằng em thực sự nghịch ngợm vậy nhất định là hy vọng có người có thể giúp ngài ấy quản em mà hoàng phủ ngạn tước chính là cháu rể mà ông nội em nhận định em nghĩ mà xem đến lúc đó dù em có tố cáo cho ông nội ngài ấy cũng nhất định nói giúp hoàng phủ ngạn tước một câu nói khiến Liên Kiều sửng sốt, hơn nửa ngày sau mới thốt ra, chắc là sẽ giúp đỡ Hoàng Phủ Ngạn Tước. Đúng vậy, ông nội thích Hoàng Phủ Ngạn Tước như vậy, nói không chừng sẽ bên hắn. Nghĩ đến đây, cả người cô toát ra mồ hôi lạnh. Thật sự là một cô bé thông minh, cho nên em không thể hành động thiếu suy nghĩ, biết không, cùng Quy Dương chậm rãi hướng dẫn cô. Tôi nên làm cái gì bây giờ, Hoàng Phủ Ngạn Tước kia thật đáng ghét. Liên Kiều nhăn mặt lại, nước mắt đảo quanh con ngươi màu tím lộ ra vẻ bất lực. đầu dây bên kia cung quý dương đang nở một nụ cười tà mị, dễ làm a à, thì phải là tiếp tục ở lại hoàng phủ gia. a à. tiếp tục ở lại nơi đó tôi không muốn. liên kiều vừa nghe vội vàng phủ định hoàng phủ ngạn trước đối với tôi hư hỏng như vậy tôi mới không muốn thấy hắn đâu. ai à. cung quý dương ra vẻ thở dài, lời nói giống như có chút thấm thía. em a à, thật sự là tuổi trẻ tinh thần mạnh mẽ chẳng lẽ quân sư phía sau lại hại em sao chẳng lẽ tôi muốn hại em để em ở lại hoàng phủ gia là xuất phát từ lo lắng của tôi liên kiều nghe vậy càng không hiểu nước mắt tuy đã gần khô hết nhưng vẫn long lanh như cũ tôi không hiểu ý tứ lớn của anh đâu cô rầu rĩ hỏi cung quý dương nói tiếp thật ra ý tứ rủa tôi ất đơn giản chẳng lẽ bây giờ em đã chịu nhân nhục như thế này sao cậu ta lại dám đánh em nếu tôi là em nhất định sẽ không để cho cậu ta sống tốt thì mới chịu rời khỏi cái này liên kiều nghĩ lại hoàng phủ ngạn tước đối với cô hư hỏng như vậy cục tức này làm sao có thể nuốt trôi chính là cô nâng cao giọng bây giờ bác trai bác gái hiểu lầm quan hệ giữa tôi và hoàng phủ ngạn tước làm thế nào đây hiểu lầm quan hệ hai người cung quý dương ở đầu bên kia cao giọng trong lòng lại cực kỳ vui mừng đúng vậy đúng vậy liên kiều gật đầu như băm tỏi cực kỳ nghiêm túc miêu tả lại, bác trai bác gái đang chuẩn bị đi gặp mặt ông nôi tôi đó, giống như chính là hiểu lầm tôi và Hoàng Phủ Ngạn tước muốn kết hôn, cho nên tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cung Quý Dương bên kia đã sắp nghẹn cười không nổi, đây đúng là diễn biến như hắn mong muốn, nhưng là điều kiện tiên quyết chính là không thể để cho nha đầu này rời khỏi. Nhà đầu, một khi đã như vậy, hiện giờ em lại càng không thể rời khỏi, nếu như một khi em biến mất, bác trai bác gái sẽ rất sốt ruột. Nói vậy bọn họ chắc chắn đã rất thích em. Tôi phải làm như thế nào? Thực ra Hoàng phủ ngạn tước có nói qua, tôi cũng không muốn kết hôn, đến lúc đó nếu như bị ép kết hôn thì sao?" Liên Kiều nhăn mặt. Cung Quý Dương hắn giọng nói, "Liên Kiều, tin tôi đi, bây giờ cứ tiếp tục ở lại Hoàng phủ gia, em yên tâm, tôi rất hiểu tên tiểu tử kia, cậu ta hẳn là muốn khuyên nhủ em, muốn em phối hợp với cậu ta đi diễn trò, đúng không?" "Đúng vậy." Cung Quý Dương anh thật lợi hại a, à, ngay cả chuyện của hoàng phủ ngạn tước cũng biết, ánh mắt Liên Kiều sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sùng bái. Đó là đương nhiên, tôi với cậu ta quen biết 28 năm mà, cùng Quý Dương cười kỳ quái nói, cho nên lần này em nhất định phải nghe tôi, nếu không sẽ phải hối hận. Liên Kiều dùng sức gật gật đầu, nói vào điện thoại, được, tôi nghe lời anh. Cung Quý Dương rất vừa lòng với sự phối hợp của cô, tiếp tục nói, em tiếp tục ở lại hoàng phủ gia. Nếu muốn để Hoàng Phủ Ngạn Tước phát hiện biện pháp tiêu giận của em chính là làm cho bác trai bác gái thấy vui, bọn họ vui vẻ, Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ càng lo lắng, em yên tâm, mặc dù tính nhẫn nại của cậu ta rất tốt nhưng sẽ không đứng trơ mắt nhìn chính mình bị sắp đặt như con rối, cậu ta tự nhiên sẽ nghĩ ra cách giải trừ hôn ước này, cho nên. Nhiệm vụ chính của em chính là chỉnh cậu ta hết mức. Có thể. Minh, anh Dương quá nham hiểm. À. Cái miệng nhỏ nhắn của Liên Kiều Chu thành một cục Làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ Tôi hiểu rồi Với đường đường là một tổng tài làm sao chịu nghe lời người nhà sắp đặt Hừ, anh ta lại có thể khuyến khích tôi đi giải thích với bác gái Đúng vậy, cung quý dương nhịn cười nói Em xem cậu ta hư hỏng như vậy Đàn ông hư hỏng như vậy Em không nhân cơ hội mà chỉnh cậu ta Vụt mất thời cơ thật quá đáng tiếc Ừ, Liên Kiều gật đầu thật mạnh một cái Đúng rồi Liền theo lời anh nói, anh ta không phải muốn tôi phối hợp sao, tôi liền không, ha ha. Cung quý dương cũng thuận nước đẩy thuyền, không tội, đây mới là tiểu thư Liên Kiều không sợ trời không sợ đất, cố lên, tôi sẽ ở sau lưng giúp đỡ em, nếu xảy ra bất kỳ tình huống gì em cũng có thể gọi cho tôi. Liên Kiều lập tức tin tưởng mười phần, ngay sau khi cô tắt máy, hôn một tiếng lấy tinh thần đứng dậy, mắt tím cũng hừng hực ý chí chiến đấu, sống trong cái đẹp. Thiếu nữ giống chiến sĩ rồi. Hoàng phủ ngạn tước, anh chờ mà xem, anh nhất định sẽ hối hận vì hành vi của mình. Hắc hắc. Cô phát ra một tràng cười khủng bố. Ban đêm, trong hoàng phủ da đèn đuốc sáng trưng, những cây cao cũng được thắp sáng tạo thành một khung cảnh xa hoa rực rỡ. Xe thương vụ màu đen chậm chậm tiến vào, sau khi được máy quét tự động kiểm tra, chạy tới lối vào khu biệt thự, rất nhanh rồi dừng lại. Cửa xe mở ra, ngay sau đó Liên Kiều chạy xuống, lười biến duỗi thắt lưng, ngáp một cái, cô âm thầm thề không bao giờ tới công ty của hoàng phủ ngạn tước nữa thật buồn bực vẫn còn một bụng tức giận nhìn bộ dáng không vui của cô hoàng phủ ngạn tước chỉ cười xuống xe rồi để tài xế lái đi bàn tay to bắt lấy bả vai cô còn tức giận sao liên kiều ba một tiếng đem móng vuốt của hắn hất ra trừng hắn một cái không trả lời hoàng phủ ngạn tước lắc đầu tính khí của nha đầu này rất lớn xem ra hôm nay ở trong phòng in đã âm thầm chửi hắn rất lâu nhưng mà nhìn bộ dáng không cảm kích của cô hắn chỉ nhún vai trầm thấp nói đi thôi đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút minh anh nói lời ám mùi quá à nói xong cũng không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi liên kiều tức giận đến trận mắt tên đàn ông thối lại còn đi trước mặt cô nghĩ đến đây cô bước nhanh về phía trước vài bước đột nhiên cố ý khóc thét một tiếng ai ui như ý nguyện thân hình to lớn phía trước dừng bước lại xoay người lại phát hiện cô đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, đáy mắt hoảng hốt, nhanh chóng chạy lại. Như thế nào, giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu cô, có một chút dịu dàng nóng nảy. Liên Kiều nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn đôi con người đen sâu thẳm kia. Tôi bị trật chân, đi không nổi. Hoàng Phủ Ngạn tức nghe vậy, trên gương mặt anh Tuấn hiện lên một tia đau lòng, hắn nhẹ nhàng than, em cái nha đầu này, đến đi thôi cũng gây ra chuyện. Tuy là trách cứ như vậy, nhưng vẫn không do dự chút nào mà ông lấy cô sải bước đi về phía trước lại không chú ý tới đôi mắt xấu xa trong ngực kia trong phòng khách của biệt thự chính rất náo nhiệt dường như mọi người đều trở về hết ngay lúc hoàng phủ ngạn tước bế liên kiều vào cửa ánh mắt toàn bộ người trong nhà bỗng nhiên đổ dồn về phía họ anh cả người đã sớm chờ lâu hoàng phủ anh lập tức nhìn thấy bóng dáng của hoàng phủ ngạn tước hưng phấn chạy lên trước khi nhìn thấy liên kiều trong ngực hắn đôi mắt lấp lánh bất ngờ tối sầm. Anh anh, sao còn chưa ngủ vậy? Không phải em luôn ngủ sớm sao? Hoàng Phủ Ngạn tức ngược lại không cảm thấy tia u ám trong mắt em gái, trong giọng nói trầm thấp mang theo chút quan tâm. Hoàng Phủ Anh cắn môi, nhẹ nhàng đáp lại, thì ra là hai người luôn ở cùng nhau. Nói xong, khuôn mặt đau thương mà ngồi xuống ghế sa lông, bộ dáng rầu rĩ không vui. Không đợi Hoàng Phủ Ngạn tước nói chuyện, lão nhị Hoàng Phủ Ngạn ngự mở miệng, anh cả, Liên Kiều sao vậy? Ai, anh hai, vừa nhìn là biết anh là loài không biết lãng mạn, cái này còn phải hỏi sao, anh cả sóc Liên Kiều phải đi bộ liền ông vào nhà thôi, lão Tam Hoàng Phủ Ngạn Đình cười rất đắc ý, nói xong còn xấu xa hỏi, Liên Kiều, đúng không? Lão Tam nói khiến Liên Kiều có chút xấu hổ, lập tức vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày, nhìn về phía em ba, gằn giọng, trí tưởng tượng của em rất phong phú đấy. Lão Tam le lưỡi, nhún vai không nói lời nào. Một màn này tự nhiên cũng rơi vào trong mắt triển sơ dung và hoàng phủ ngự phong, hai người già sau khi thấy cảnh này, mừng rỡ mà cười toe. Hoàng phủ ngạn tước cũng không khó nhìn thấy vẻ mặt của cha mẹ mình, thở dài một tiếng sau, nhìn liên kiều trong ngực. Nhà đầu, chân em. Hắn còn chưa nói hết câu, chợt thấy liên kiều ngẩng đầu lên, lộ ra núm đồng tiền cả ngày chưa thấy qua, khiến tinh thần hắn bỗng hoảng hốt nhưng ngay sau đó cô liền làm hắn mở rộng tầm mắt chỉ thấy cô xấu hổ mở miệng còn dùng cái loại này kích cỡ âm thanh hận không thể cho cả tòa nhà nghe thấy ngạn tước anh yêu anh mau thả em xuống dù sao cũng về đến nhà em có thể tự về phòng mà một dấu chấm ngắt câu khiến hoàng phủ ngạn tước suýt chút nữa buông tay ra minh anh ha ha cái cái gì hắn chính là tốt bụng không phải cô nói chân bị trật sao như thế nào sẽ kinh ngạc trong mắt hắn chỉ thấy liên kiều ông lấy gáy hắn nhảy xuống sau đó lại dùng bộ dáng cực kỳ yếu ớt trút vào người hắn nhìn mọi người ngượng ngùng nói hôm nay con và ngạn tước bận việc cả ngày cho nên hơi mệt chút ngạn tước đau lòng cho con cho nên ông con vào nhà để khiến mọi người chê cười rồi đáng chết hoàng phủ ngạn tước quả thực như bị sét đánh nhất thời đứng im tại chỗ không nhúc nhích chỉ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người con gái bên cạnh Liên Mộng nói, sau nửa ngày, hắn mới hiểu được hết thảy. Liên Kiều, bàn tay to của hắn nắm lấy cổ tay cô, hận không thể đem nụ cười trên mặt cô bóp nát. Nhưng vẫn duy trì nụ cười tao nhã, nghiêng răng nghiêng lợi thấp giọng quát. Em đang làm cái gì? Liên Kiều không nói chuyện, càng dính hắn chặt hơn. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Ngưng đi từ trên lầu xuống, sau khi nhìn thấy hai người ở cửa, hư lạnh một tiếng, Bục 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 chạy nhanh xuống dưới À, Liên Kiều Cô còn có mặt mũi hơn tôi đấy Về muộn như thế Để cả nhà chờ cô Cô ta tức giận nói Trong lòng Liên Kiều cười thầm Biết cô ta nhất định còn để bụng chuyện lúc sáng Đôi mắt đảo đảo Ngay sau đó lại lộ ra vẻ ấy nấy Dịu dàng nói Thật sự xin lỗi mọi người Con nhìn ngạn tức làm việc trễ như vậy Thật đau lòng Chỉ muốn bên cạnh anh ấy nhiều hơn một chút Hư, buồn cười một người hiếu động như cô Có thể ngoan ngoãn mà ở cùng anh cả tôi Hoàng Phủ Ngưng khinh bỉ nhìn cô Giọng nói cũng đanh hơn Tiểu Ngưng Sao lại nói chuyện với Liên Kiều như thế Triển sơ dung lớn tiếng quát Mẹ a à. Khuôn mặt Hoàng Phủ Ngưng cực kỳ uất ức, ức Sau đó chỉ về phía Liên Kiều Và Hoàng Phủ Ngạn tước nói Mẹ không biết hôm nay con bị ăn hiếp thế nào đâu Nhưng mà Anh cả anh ấy Anh ấy lại che chở người phụ nữ kia ngay cả em gái mình cũng không tin. Hoàng phủ ngạn tức thấy cô ta bắt đầu lật lại chuyện cũ, tức giận nói: "Tiểu Ngưng đủ rồi, ở công ty làm loạn không đủ, về nhà tiếp tục làm bậy sao?" Một tiếng mang theo mệnh lệnh cùng quyền uy khiến Hoàng phủ ngưng ngậm miệng, cô ta hung hăng dậm chân, thở phì phì ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Mọi người sau khi thấy một màn như vậy, suy nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, chính là anh cả cùng cô gái kia nhất định có ám muội, nếu không làm sao có phản ứng như vậy? Hơn nữa sau đó Liên Kiều cũng hành động ngoài ý muốn. Hoàng phủ Ngạn Tước vừa dứt lời, cô liền kiển chân lên, bàn tay trắng nõn khẽ dí vào giữa hàng lông mày của hắn, nhẹ giọng nói: "Được rồi, Ngạn Tước, không nên tức giận, anh xem, lại nhíu mày như vậy sẽ rất nhanh già." Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, lại biểu hiện cái động tác thân mật mà chỉ có những cặp tình nhân mới có, khiến cả nhà không thể tin tưởng được quan hệ giữa hai người bọn họ. Đôi mắt Hoàng phủ Ngạn Tước sáng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của liên kiều nửa ngày người phụ nữ đáng chết này cô đây là cố ý không thể tiếp tục để cô náo loạn như vậy nghĩ đến đây hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng sau nói cha mẹ nhân lúc mọi người có mặt đông đủ con muốn làm rõ một chuyện ai nha ngạn tước con có chuyện thì để sau nói đi mẹ cùng cha con cũng có chuyện muốn thương lượng với hai đứa triển sơ dung cắt ngang lời con trai khoác tay nói trong lòng Hoàng Phủ Ngạn tước bỗng cảnh giác Chẳng lẽ chuyện cha mẹ định nói là Lúc này Hoàng Phủ Ngự Phong chậm rãi mở miệng Ngạn tước, Liên Kiều Hai hai con mau lại đây ngồi Liên Kiều ngược lại rất tích cực phối hợp Cô chủ động kéo tay Hoàng Phủ Ngạn tước Kéo hắn ngồi lên ghế Hai người cùng ngồi xuống Liên Kiều Hoàng Phủ Ngự Phong nhìn cô Cười hỏi nếu ta nhìn không nhầm Con thực lòng thích ngạn tước đúng không? Triển sơ dung sau khi thấy tình hình như vậy, cũng nhìn về phía liên kiều ân cần hỏi han liên kiều a à, cháu vẫn chưa trả lời đâu có phải cháu thực sự thích ngạn tước không lúc này liên kiều thực sự không có một chút ý tốt nào cô theo bản năng liếc hoàng phủ ngạn tước ngồi bên cạnh sau đó cúi đầu không nói sau hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu nói vâng một chữ vâng nhẹ nhàng giống như tấm lụa mỏng bao trọn lấy hoàng phủ ngạn tước hắn không khỏi bị giật mình trong lòng lại trào dâng cảm giác ngọt ngào vậy là tốt rồi vậy liền quyết định đi. triển sơ dung nhìn hoàng phủ ngự phong cao hứng mà vỗ tay, làm liên kiều không hiểu ra sao. liên kiều a, à, chúng ta đã chọn ngày lành, cuối tuần sẽ tới thăm ông nội của cháu, cháu xem có được không? triển sơ dung kéo bàn tay nhỏ bé của liên kiều, vội vàng hỏi. a, à, liên kiều giật mình kêu một tiếng, lập tức quay đầu lại nhìn hoàng phủ ngạn tước. thân hình to lớn ngồi dựa vào sofa bỗng nhiên đứng bật dậy, hắn không thể duy trì trạng thái trầm mặc nữa ánh mắt nghiêm túc trịnh trọng mẹ chuyện này quá mức rồi con và liên kiều ôi chao con trai con và liên kiều như thế nào mẹ và cha con cũng đều nhìn thấy con cũng đừng quên hôn sự này đã sớm được quyết định con lại còn chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta thái độ hiện giờ của con khiến cả dòng họ hoàng phủ phải hổ thẹn triển sơ dung lần thứ hai nhắc lời hắn nói ra những câu hợp đạo lý hoàng phủ ngạn tước giống như người bị bức cung mẹ con lặp lại lần nữa, con với Liên Kiều thực sự trong sạch, con không có làm chuyện. Bác gái. Lúc này Liên Kiều ngắt lời hắn, nhìn triển sơ dung, cố ý nói, thực ra cháu với ngạn tước không có gì, chỉ là ngạn tước anh ấy rất quan tâm cháu, sợ cháu gặp ác mộng, cho nên mỗi đêm đều ngủ cùng cháu. Một câu nói, khiến toàn bộ người trong phòng không thể nào hiểu được. Khuôn mặt hoàng phủ ngạn tước xanh nhắc, hắn hung hăng trừng Liên Kiều, hận không thể lập tức nhét cô vào trong phòng ngay. Cô vậy mà lại đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, sau khi triển sơ dung nghe Liên Kiều nói, giơ tay lên đánh Hoàng Phủ Ngạn Tước. Con tiểu tử ngu ngốc kia, còn nói không làm gì với người ta, con xem Liên Kiều ngây thơ là thế, bị con chiếm tiện nghi cũng không biết, con quả thực, quả thực làm mẹ tức chết. Mẹ, Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện tại thật sự là hết đường chối cãi, hắn sắp bị nha đầu này bức điên rồi. Hoàng Phủ Ngự Phong thì mở miệng, Liên Kiều, cháu không cần lo lắng ngàn tước bản thân cháu thấy sao liên kiều không khó nhận ra người bên cạnh đang dùng ánh mắt như lửa đốt nhìn cô bản tính đùa dai sâu trong máu cô mãnh liệt sôi trào cô tỏ ra nhu thuận nói tất cả nghe theo hai người nói không chừng ông nội nhìn thấy hai bác chắc chắn rất vui vẻ vui vẻ đương nhiên vui vẻ tốt lắm việc này quyết định như vậy đi liên kiều a về hôn lễ cháu có ý kiến gì có thể thảo luận với ta triển sơ dung càng nhìn liên kiều càng thích quả thực hận không thể lập tức đem nàng dâu này vào cửa luôn. Liên Kiều ngượng ngùng gật gật đầu, thân người nhỏ xinh càng dựa sát vào hoàng phủ ngạn tước, cháu nghĩ, để ngạn tước quyết định hết đi. Nói xong, còn bày ra bộ dáng khéo léo nhìn hắn, như chim nhỏ nép vào ngực hắn, có phải không, ngạn tước? Hoàng phủ ngạn tước cảm thấy máu đã chạy ngược hết nên não rồi, trong lúc nhất thời hắn lại không biết trong hồ lô của nha đầu này có bán thuốc gì, minh, ý chỉ có những thủ đoạn nào, không được, phải nhanh chóng hỏi cô mới được. Chẳng lẽ hôm nay bị đánh nên ngốc rồi? Sẽ không, hắn chỉ đánh vào mông cô thôi, lại không có đánh vào đầu cô. Hoàng phủ anh ngồi một bên thấy hai người họ liếc mắt đưa tình, trong lòng càng không rõ tư vị gì, nhưng chỉ có thể là mở to mắt mà nhìn hoàng phủ ngạn tước, tràn ngập loại tình cảm tự nhiên không thể diễn tả. Được, cha liền giao chuyện này xuống, ngạn tước, tới đây nên giảm bớt lượng công việc đi, quan trọng nhất chính là chuẩn bị cho đám cưới con là con trưởng, đây là chuyện lớn, không để làm qua được. Còn có. Hoàng Phủ Ngự Phong nhìn những đứa con khác, các con có ý kiến gì cũng có thể nói, chúng ta nhất định phải làm cho hôn lễ của gia tộc Hoàng Phủ phải hoành tráng rực rỡ nhất. Ông nói một tiếng, giống như quân lệnh của Đại tướng quân. Nhi thần tuân lệnh, lão tam Hoàng Phủ Ngạn Định đứng lên đầu tiên, giống như thần tử trong cổ đại vuốt vuốt hai ống tay áo hô lên. Minh, các bạn đã tưởng tượng ra cảnh này chưa? lão nhị hoàng phủ ngạn ngự thì gật đầu, nhìn hoàng phủ ngạn tước nói: anh cả, chị dâu tương lai, chúc mừng hai người. mà hoàng phủ ngưng thì biểu môi không nói gì, hoàng phủ anh cắn môi cũng không cất tiếng. hoặc hoàng phủ ngạn tước lập tức đứng lên, hắn cảm thấy đầu sắp nổ tung, thân thể cao lớn bao trùm lên đỉnh đầu liên kiều, không nói hai lời liền kéo cô đi. a, à, ngạn tước, làm cái gì? liên kiều giật mình, cho dù như vậy, vẫn giả bộ dịu dàng. Đi về phòng với tôi, giọng nói trầm thấp, một bụng không vui, lại thành công khiến người khác càng suy nghĩ về quan hệ giữa hai người. Ách! Liên Kiều lập tức phản ứng, cô theo bản năng muốn trốn tránh, ngạn tước, em bây giờ, bây giờ còn chưa muốn ngủ. Xong rồi, nhìn bộ dáng tức giận của hắn, có phải lại muốn đánh cô không? Nghĩ đến đây, hai chân cô bắt đầu mềm nhũng. Nhưng mà, triển sơ dung lại không hề biết suy nghĩ của Liên Kiều ra sao, Bà bước đến cười ha ha nói, "Liên Kiều, cháu với Ngạn Tước cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, nghe Ngạn Tước nói, cùng nó về phòng đi." Bà cố ý nhấn mạnh câu cùng nó về phòng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều có chút tái nhợt, mà Hoàng phủ Ngạn Tước ngoài ý muốn thuận nước đẩy thuyền, cúi đầu kề vào tai cô nói khẽ, "Nhìn thấy không? Ngay cả mẹ cũng nói vậy, còn không đi theo tôi." Giọng nói trầm thấp mang theo uy hiếp, hành động thân mật khiến người ta không thể nào không hiểu lầm. Vừa dứt lời, bàn tay to giống như chiếc kiềm chắc chắn nắm lấy cổ tay cô, gần như thô bạo kéo Liên Kiều chạy ra khỏi biệt thự. Nhà đầu chết tiệt này, cho dù hắn đêm hắn không ngủ nhất định phải hỏi cho rõ ràng, rõ ràng đáp ứng muốn phối hợp với hắn giải thích cho người nhà hắn, nhưng vì cái gì hết lần này đến lần khác lại như vậy. Buông, buông, hoàng phủ ngạn tước bại hoại, trứng thối. Cả hành lang giống như chỉ có tiếng quát to của Liên Kiều quanh quẩn, trong màn đêm yên tĩnh dường như càng có vẻ biến ảo khôn lường. Đèn chùm thủy tinh trong suốt trên cao chiếu lên khiến cơ thể to lớn của Hoàng Phủ Ngạn tước kéo dài dọc hành lang, gần như trong vùi cơ thể nhỏ nhắn của cô, chỉ thấy gò má anh Tuấn của hắn tản ra khí lạnh, nhìn không thấy biểu cảm của con người, bàn tay mạnh mẽ túng lấy tay cô, một chút ý tứ buông tay cũng không có. Tôi không muốn trở về phòng. Trong lúc hai người đang lôi kéo về phía tòa biệt thự của hắn, Liên Kiều mãnh liệt nắm lấy tay vịn cầu thang, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ xong rồi cô tuyệt đối không thể theo hắn vào phòng được nếu không nhất định sẽ bị đánh lần thứ hai nếu trong một ngày bị cùng một người đàn ông đánh vào mông những hai lần đây quả thực là chuyện quá mất mặt cho nên cho dù chết cũng không thể vào ánh mắt giống như chim ưng tản ra ánh sáng lạnh khiến người ta phải khiếp sợ ta toàn bộ đều tập trung trên người một cô gái em xác định hắn trầm giọng nói không khó nghe ra hắn đang tức giận Liên Kiều cảm thấy bản thân cũng sắp bị ánh mắt nóng bỏng của hắn đốt cháy rồi, khi đối diện với ánh mắt của hắn cũng có phần sợ hãi, cô không dám lên tiếng, chỉ tăng thêm lực nắm lên tay vịn cầu thang. Nhìn vẻ mặt kia của hắn, hoàn toàn trong trang thái giết người, tiêu đời, làm như thế nào đây? Cùng quý dương, cứu mạng A. À? Thấy cô không có dấu hiệu buông tay, hoàng phủ ngạn tức hơi nheo mắt lại, hắn không nói một lời, bước đến ông lấy cả người cô, Đồng thời sức của bàn tay nắm lấy tay cô càng dùng sức hơn. A, à, Liên Kiều chỉ cảm thấy trên cổ tay vô cùng đau đớn, sức lực nắm tay vịn cầu thang cũng biến mất. Cứu mạng a, à, cứu mạng, cô bắt đầu dùng sức đạp hai chân, liều mạng hô to. Hoàng phủ ngạn tức thấy tình huống như vậy, quả thực vừa tức vừa buồn cười, cười như không cười mà nhìn người con gái trong ngực, khí thế bức người giảm đi một chút cúi sát xuống gần cô. Không phải trí nhớ của em kém. Chẳng lẽ em quên đây là biệt thự của tôi, không có sự cho phép của tôi người làm không dám đi vào. Xong. Liên Kiều sau khi nghe vậy, ngay người ra. Cô nhìn xuống dưới lầu một chút, quả thực đến bóng dáng một người làm cũng không có, hắn ta giết người giật khẩu cũng có thể. Cửa phòng ngủ chính gần như bị hoàng phủ ngạn tước đá phăng ra, ngay sau đó, Liên Kiều bao tải bị ném thẳng lên giường. Cô cảm thấy lục phủ ngủ tạng đều muốn bay ra, quá khó chịu, dãy dù ngồi xuống lại thấy hoàng phủ ngạn tước đứng trên cao đang hung hăng nhìn cô, khóe mắt co rúng. hoàng phủ ngạn tước, anh đừng tưởng trừng mắt như vậy tôi sẽ sợ. liên kiều đứng phát lên, lại phát hiện vẫn không cao hơn hắn, vì thế liền chạy đến chỗ bàn thủy tinh, thuần thục đứng lên. em xuống dưới cho tôi, hoàng phủ mím chặt môi gằn giọng nói. cô đứng chỗ cao như vậy làm gì? chẳng lẽ không sợ ngã xuống đất sao? không. liên kiều vừa nói còn khoa trương dậm chân một cái thì ra đứng ở chỗ này nhìn hoàng phủ ngạn tước rất có cảm giác thành tựu hoàng phủ ngạn tước cũng không ép cô bản thân lại ngồi lên giường nhìn cô tức giận nói nói đi rốt cuộc em xảy ra chuyện gì tôi tôi như thế nào liên kiều hung hăng trừng hắn một cái buổi sáng hôm nay em đồng ý với tôi điều gì không phải tôi đã nói với em là ngoan ngoãn phối hợp sao hoàng phủ ngạn tước nhẫn nại nhắc nhở cô mắt hiếp lại lộ ra vẻ không vui Liên Kiều sau khi nghe thấy vậy khịt mũi cười cười, cắt, anh còn đồng ý sẽ tốt với tôi, kết quả là như thế nào, lại còn đánh tôi, hừ, anh là đồ lật lọng, vì cái gì mà tôi không thể. Dường như đứng lâu cô có chút mệt, ngồi xếp bằng trên mặt bạn, rất giống bộ dáng của em gái nhỏ điển hình. Ý em là, em đang cố ý, ánh mắt hoàng phủ ngạn tước bỗng đỏ lên sắp nổi giận thực sự, ngay cả ngữ điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Liên Kiều dễ dàng nhận ra hơi thở nguy hiểm, cô kiên trì nhìn hắn nói anh cũng nhìn thấy bác trai bác gái cũng đã quyết định chuyện này tôi tôi làm xoa mà thay đổi được thời gian này cho dù phối hợp với anh giải thích cho họ nghe bọn họ cũng chưa chắc tin tưởng lời cuối cùng âm thanh càng ngày càng nhỏ từ từ nhìn hắn cô có thể cảm giác được lúc này hắn tức giận đến mức nào quả nhiên cô vừa dứt lời hoàng phủ ngạn tước đứng bật dậy thân hình cao lớn bao trọn lấy cô hai vai cũng bị cặp kìm chặt chẻ kia vây lấy đáng chết. Tôi hận không thể trực tiếp ném em trở về Malaysia ngay lập tức, hắn rống lên, gần như muốn làm nổ tai cô. Anh dựa vào cái gì mà hô to gọi nhỏ với tôi? Liên Kiều bị hắn rống, có sợ hãi cũng phải phản kháng, đôi mắt tím lóe lên sự dũng cảm mạnh mẽ nhìn hắn, hôm nay ai cho anh đánh tôi? Dù sao tôi không thấy anh cũng sốt ruột, bác trai bác gái thích đi gặp ông nội thì đi, kết hôn thì kết, ai sợ ai chứ. Sở Dĩ cô dám nói như vậy, là bởi vì rất tin tưởng lời nói của cung Quy Dương, Minh, ai chỉ nghe mồm lão ấy, thì Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất định sẽ không cho hôn lễ này tiến hành thuận lợi. Kết hôn, Hoàng Phủ Ngạn Tước bị lời nói của cô làm tức giận mặt xanh mét, đáng chết, em nói lại lần nữa cho tôi. Nói một ngàn một vạn lần thì sao? Tôi nói kết hôn thì kết, ai sợ ai chứ? Có nghe thấy không, giọng nói của Liên Kiều còn lớn hơn hắn, không có chút sợ hãi nào mà hét vào mặt hắn em có biết mình đang nói gì không kết hôn em có hiểu được ý nghĩa của việc kết hôn không hoàng phủ ngạn tước không ngờ tới cô sẽ nói như vậy ban ngày còn làm bộ dáng sợ muốn chết tại sao đến lúc này thì toàn bộ đều thay đổi nhất định là đang giận giỏi hắn nhất định là như vậy hư liên kiều lắc lắc đầu cái gì nghĩa với chả không tôi mới mặc kệ hiểu nhiều như vậy tóm lại tôi một chút cũng không nóng lòng nếu anh sốt ruột tự mình nghĩ cách đi Nói xong, cô nhìn đồng hồ, sau đó cực kỳ khoa trương nói, "Ai, tại sao lại thấy khó chịu như vậy, hóa ra là sắp tới 12 giờ." Vừa nói, cô nhảy khỏi bàn thủy tinh. "Không cho phép ngủ," Hoàng phủ Ngạn Tước bá đạo ra lệnh. Liên Kiều lộ vẻ mặt vô tội, cô nhún vai nói, "Này, Hoàng phủ Ngạn Tước, anh nên biết có ngủ hay không thì cũng không phải tôi quyết định, anh cũng không khống chế được, đến thời gian đó tự nhiên tôi sẽ ngủ, cho dù anh bắt ép tôi cũng vô dụng." Anh đó vẫn nhanh nghĩ biện pháp giải trừ hôn ước chút đi. Nói xong, cô liền thoát ra khỏi ngực hắn, ngáp một cái rồi lăn ra giường. Mà một bên hoàng phủ ngạn tước đã sớm bị cô làm cho tức điên. Số kiếp, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, giống như một cái chớp mắt, hay như duyên phận giữa hai người, chỉ có thể nói, sự kỳ diệu của vận mệnh không thể nào nói hết được. Buổi sáng, Liên Kiều bừng tỉnh trong mùi hương hoa thơm ngát cùng với tiếng chim chóc kêu đây là cảm giác cô thích nhất khi tỉnh dậy kể từ lúc đến Hoàng Phủ Gia. Biệt thự riêng của Hoàng Phủ Ngạn tước cách vườn hoa rất gần, bởi vậy, mỗi khi có gió nhẹ thổi qua, hương thơm thanh nhã của hoa có có thể bay khắp các gian phòng, mang heo ti nắng sớm tươi mới thoải mái chiếu lên tấm thảm, khiến tâm tình của con người ta thoải mái. Ít nhất thì Liên Kiều cũng cho là thế, nhất là tối qua còn làm Hoàng Phủ Ngạn tước tức chết. Nghĩ đến đây, cô chợt cười thành tiếng, Nhớ lại tối qua cả gương mặt hoàng phủ ngạn tước vì tức giận mà xanh mét cô rất vui vẻ, chơi thật vui, hôm nay tiếp tục. Hả? Cô nhìn đồng hồ đặt đầu giường, ừm, lúc này chắc chắn là thời gian hoàng phủ ngạn tước ăn sáng, he he, đầu óc tính toán chốc lát, thành thục chạy nhanh như bay đi rửa mặt, sau đó lao ra khỏi phòng, chạy tới biệt thự chính. Phòng khách của biệt thự chinh rớ yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống nền đá cẩm thạch màu đen, khúc xạ thành từng luồng ánh sáng chói mắt. Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung luôn có thói quen ăn sáng, cho nên sáng sớm rất nhàn nhã xem báo, chậm chạp khẽ nhấp ngụm trà tỏa hương, ngay cả trong không khí cũng lan tỏa loại khí chất tao nhã này. Đương Liên Kiều nhảy nhót xuất hiện trước phòng khách chính, khiến hai người da mắt sáng ngời. Liên Kiều, tới rồi, Triển Sơ Dung nở nụ cười, vẫy tay với cô. Bác trai bác gái buổi sáng tốt lành, Liên Kiều vô cùng heo léo nói, vừa ngồi xuống chỗ giữa hai người. Tỉnh rồi, mau ăn sáng đi, chị Lâm, Hoàng Phủ Ngự Phong thân thiết nói, lập tức gọi quản gia tới. Chị Lâm lập tức tiến lên, vội vàng nói, lão gia, phu nhân, tiểu thư liên kiều bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Bởi vì xuất phát từ sự lo lắng đối với thân phận liên kiều, triển sơ dung rất cẩn thận sai quản gia nhất định phải làm đồ ăn hợp với khẩu vị của cô. Từ, triển sơ dung gật đầu, nhưng khi nhìn thấy liên kiều ngáp một cái, quan tâm hỏi, như thế nào? tối hôm qua ngủ không ngon sao? Liên Kiều lắc đầu nói, không phải, bác gái, tối hôm qua cháu ngủ rất ngon, nói tới đây, dường như cô nhớ ra cái gì đó, nhìn xung quanh một chút. Sao vậy? Triển sư Dung kỳ quái hỏi. Đấy mắt Liên Kiều lộ ra chút thất vọng, bác trai bác gái, ngạn tước, anh ấy. Không thể nào, mới sớm như vậy đã tới công ty. Bây giờ mới mấy giờ? À. Triển sơ Dung cười nói, sáng sớm hôm nay chúng ta đều không nhìn thấy nó chị lâm cậu cả đã ăn sáng chưa chị lâm lắc đầu thưa phu nhân hôm nay tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng cậu cả đâu mà bữa sáng cậu ấy cũng không động qua đây là có chuyện gì sáng sớm ngạn tước liền tới công ty hoàng phủ ngự phong buông tờ báo trong tay ra có chút nghi hoặc hỏi cái này chị lâm quanh co nói theo lý thuyết lúc này mới là thời gian cậu cả rời khỏi nhà nhưng mà lúc này Xong rồi, chỉ thấy khuôn mặt liên kiều quể oải, bóng dáng nhỏ xinh kia cũng ngồi yên không nhúc nhích. Như thế nào? Liên kiều, triển sơ dung bị vẻ mặt của cô dọa sợ, vừa nãy còn tốt như vậy, làm sao mà trong nháy mắt lại thành ra như thế? Liên kiều sau khi nghe vậy, bàn tay nhỏ nhắn theo bản năng nắm lấy tay triển sơ dung, vẻ mặt uất ức nói, anh ấy nhất định là trốn khỏi nhà, không cần cháu. Một câu nói khiến Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung quay mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không hiểu nổi hàm nghĩa trong câu nói của cô. Cái gì gọi là trốn nhà đi? Liên Kiều thấy Triển Sơ Dung không hiểu, vì thế liền giải thích, bác gái là như thế này, thật ra ngạn tước vẫn không thể tiếp nhận chuyện hôn ước giữa chúng cháu, tuy rằng anh ấy, anh ấy đối với cháu rất tốt, nhưng anh ấy nói chưa chuẩn bị tâm lý tốt để kết hôn, hôm qua cháu an ủi anh ấy thật lâu, thực ra cháu rất sợ anh ấy rời khỏi cháu, có thể do tối qua cháu nói quá nhiều, khiến anh ấy thêm áp lực cho nên hôm nay liền trốn khỏi nhà. Bốp. Hoàng phủ Ngự Phong sau khi nghe thấy vậy, bàn tay lập tức vỗ lên bàn trà, cái thằng nghiệt tử này lại có thể không có tiền đồ đến mức này. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là chuyện bình thường, có cái gì mà phải chuẩn bị tâm lý, nó càng như vậy, thân làm cha như tôi càng phải thúc đẩy chuyện hôn sự này, tôi xem tiểu tử ngu ngốc kia sẽ lấy cái gì làm cớ nữa. "Ôi chào, Ngự Phong, ông xem cái tính này" triển sơ dung vội vàng khuyên nhủ có lẽ là liên kiều nghĩ nhiều nói không chừng công ty có việc gấp chờ nó tới xử lý sáng sớm rời khỏi nhà là chuyện bình thường nói xong bà nhìn liên kiều nhẹ giọng an ủi liên kiều a à, cháu yên tâm đi ngạn tước sẽ không mặc kệ cháu cho dù nó làm như vậy thật chúng ta người lớn nhất định sẽ không tha thứ cháu chính là con dâu mà gia tộc hoàng phủ nhận định liên kiều nhẹ nhàng vâng một tiếng trong lòng lại tháp giọng nguyền rủa Hoàng phủ ngạn tước đáng chết này Lớn như hắn lại còn chơi trốn tìm với cô Nhất định là sợ cô nên mới chạy tới công ty Chờ cô ăn xong nhất định sẽ nghĩ ra cách chỉnh hắn thật thê thảm Mạnh mẽ đùa cật hắn Ngay trong lúc cô suy nghĩ như vậy Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên Âm thanh không lớn Trầm thấp mang theo chút cẩn thận Mọi người không cần lo lắng Ảnh cả anh ấy Chính là đã ra ngoài Liên Kiều nhìn về phía giọng nói kia chỉ thấy bóng dáng mặc váy công chúa màu trắng của Hoàng Phủ Anh, Minh, ta ghét con này, bao nhiêu tuổi rồi còn mặc váy công chúa, đôi mắt tinh khiết không chấp mà nhìn Liên Kiều. Nghe thấy con gái nói như vậy, Triển Sơ Dung cảm thấy kỳ lạ, anh anh, sao con lại nói anh cả ra ngoài rồi? Chuyện xảy ra khi nào, tại sao lại không báo trước cho chúng ta một tiếng? Liên Kiều cũng có chút giật mình, ra ngoài. Là đi công tác sao? Tối hôm qua hắn cũng không nhắc tới hoàng phủ anh chậm rãi xuống lầu trên mặt nở nụ cười thản nhiên minh ta muốn cấu mặt con này cha mẹ hai người quên sao tứ đại tài phiệt hàng năm đều sẽ gặp nhau hai vị lão nhân vừa nghe xong thì liền tỉnh ngộ à đúng vậy mỗi năm họp mặt một lần tứ đại tài phiệt tụ hội nhưng mà tụ họp này dường như rất thần bí ít nhất người ngoại cũng đánh giá như vậy đáng tiếc không phải là người tứ đại tài phiệt cũng không thể vào càng không biết nơi bọn họ tụ tập là chỗ nào Nghĩ đến đây, Liên Kiều lại tức giận. Rất tốt, Hoàng Phủ Ngạn tức tên đàn ông đáng giận này, có chuyện tốt như vậy mà không nói với cô, ghê tởm hơn là sáng sớm liền vùng trộm chạy mất. Nhất định là sợ cô đi. Nghĩ tới đây, lòng bàn tay cô nóng lên, quay đầu nhìn thấy Hoàng Phủ Anh kéo tay cô, trên mặt có nụ cười mộng ảo. Liên Kiều, chúng ta ra vườn hoa chơi được không? Nhân tiện hái chút hoa tươi về. Liên Kiều nghĩ chút rồi gật đầu, sau khi chào hoàng phủ ngự phong và triển sơ dung đi theo hoàng phủ anh chạy ra ngoài chơi vườn hoa rất lớn mà còn chia từng mảnh cỏ khác nhau thành từng khu vực chính giữa là hoa tươi đang khoe sắc bởi vậy nên màu sắc cực kỳ chói mắt liên kiều đối với hoa cũng không phải cực kỳ thích nhưng mà mỗi người phụ nữ đều thích hoa tươi cô cũng không ngoại lệ trong lúc cô đắm chìm trong thế giới hoa núm đồng tiền trên mặt cô khiến hoàng phủ anh nhìn đến ngốc liên kiều cô ta trầm giọng nói dịu dàng đứng ở nơi đó, bốn phía hoa tươi vây quanh cô. Liên Kiều quay đầu lại nhìn về phía cô ta, sau đó vẫy vẫy tay, anh anh, em sợ gai nhọn của hoa làm hỏng váy ư. Không quan trọng, đến dây, chị kéo em qua. Hoàng Phủ Anh thản nhiên cười, không phải, tôi chỉ cảm thấy cô cười rộ lên rất đẹp, bằng không anh cả sao lại có thể để ý đến cô. Liên Kiều ngược lại không nghe hiểu nổi ý tứ của cô ta, Minh, chịt ngốc nghe sao hiểu, cô nhúng nói, Chị bị anh cả em bước sắp điên đến nơi rồi Nói xong, bưng miệng cười Lập tức nhìn thấy màu xanh lam Của loài hoa bên kia Hoa wow. Anh anh, chị tới Hoàng Phủ vài ngày rồi Vẫn luôn rất muốn đi xem cánh đồng hoa Thật đẹp, cô vui vẻ kêu lên Nhìn rất vội vàng Cô cũng thích chỗ này Hoàng Phủ anh nở nụ cười đơn thuần Ừ, đi, chúng ta sang bên kia xem Liên Kiều không nói thêm Vội kéo bàn tay nhỏ của Hoàng Phủ anh đi Cơ thể Hoàng Phủ anh khẽ rung lên nhưng cũng không nói gì, vẫn để mặt cô tự nhiên kéo tay mình chạy sang bên cánh đồng hoa kia. Cô không tự chủ mà ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa một cành hoa tới trước mũi ngửi, loài hoa này không có mùi nồng, sau khi ngửi, sẽ động lại trong hô hấp người ta một loại thanh nhã, khiến người ta khó quên mùi hương này. Anh anh, đây là hoa gì a? À? thật là đẹp, Liên Kiều kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Anh, khóe kìm nén yêu thích trong lòng. Hoàng Phủ Anh nhìn đóa hoa bên cạnh, trong mắt thoáng qua u buồn, cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống tùy tiện nắm lấy một cành nhẹ nhàng nói loại này hoa tên là mỹ nhân anh mỹ nhân anh tên thật là hay mỹ nhân anh mỹ nhân anh ha ha liên kiều nói thầm đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời anh anh tên hoa giống với tên em đó cũng có một từ anh hoàng phủ anh nhẹ nhàng cười khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt có hơi xanh đôi mắt đẹp đẽ cô ta nhẹ nhàng vỗ về cánh hoa nói thời gian nở hoa của loại hoa này rất dài mà cô xem loại hoa này có thể là mỹ nhân giữa các loại hoa cả thế giới mới chỉ có một nơi hoa này sinh trưởng đây là hoa anh cả cố ý mang từ nơi đó về trồng minh cái đoạn này như thế nó khoe ấy a à, thì ra hoàng phủ ngạn tước lại thích hoa a à? kỳ lạ nha một người đàn ông liên kiều le lưỡi nghĩ lại lại muốn bật cười hoàng phủ anh nhẹ nhàng lắc đầu không phải đây là anh cả đặc biệt trồng vì tôi trong giọng nói mang theo phần tự hào a à, liên kiều ngoài ý muốn kêu lên lập tức nhìn về phía hoàng phủ anh bất chợt tắt nụ cười không biết tại sao cô lại có thể nhìn thấy biểu hiện này trên mặt hoàng phủ anh đây là vẻ mặt gì cô không thể giải thích nổi cái loại cảm giác mơ mộng thậm chí vượt ra khỏi quan hệ anh em với hoàng phủ ngạn tước hoàng phủ anh thấy cô kinh ngạc nhìn mình ánh mắt có chút mất tự nhiên vì thế liền quay mặt đi chỗ khác, giọng nói mềm mại tiếp tục. Nơi này là chỗ tôi thích nhất, bởi vì ở trong này, tôi có thể cảm nhận được anh cả quan tâm yêu thương, mà nơi này cũng là nơi đẹp nhất trong vườn hoa hoàng phủ. Trong lòng Liên Kiều có chút không thoải mái, giống như món đồ chơi mình thích bị người khác có ý đồ dầm ngó cướp đi. Ai, thực ra chỉ là hoa tươi mà thôi, có đặc biệt như vậy sao, cô không chút để ý nói. Cô thì biết cái gì, Hoàng Phủ Anh bị lời nói của cô làm cho mất hứng, cô ta dương mắt nhìn Liên Kiều, dùng giọng nói của chủ nhân để nói cô. Cô có biết mặt mũi của ba đại tài phiệt khác không? Liên Kiều nhíu mày, cô làm sao mà biết được, lại không có quan tâm đến. Thấy vẻ mặt của cô như vậy, Hoàng Phủ Anh càng kiêu ngạo, Minh, ta muốn cấu nát mặt con này a. À. cô ta đứng dậy, nói với Liên Kiều. Tứ đại tài phiệt bất kể là kinh doanh hay sinh hoạt thường ngày đều có chỗ tương đồng, ví dụ như mượn chuyện buôn bán để nói tất cả đều duy trì thống nhất mà phương diện sinh hoạt cũng vậy trong vườn hoa của bọn họ cũng có loài hoa biểu tượng riêng điểm ấy bất kỳ kẻ nào cũng không thay thế được liên kiều càng không hiểu ý nghĩa riêng của hoa có ý gì tứ đại tài phiệt lại có loại yêu thích này sao vừa nói giống như bọn họ mê gái vậy đàn ông lại thích ngắm hoa thật buồn cười hoàng phủ anh thấy cô không biết điểm ấy đôi mắt như nước dương lên lộ vẻ tự hào Cô ta vừa đùa nghịch, mỹ nhân anh, vừa cười nói, muốn nói chỗ giống nhua của bốn người này chính là vườn hoa của bọn họ, nhưng mà, có chút không giống. Nói tới đây, cô ta nhìn Liên Kiều, thấy cô đang nghiêm túc nghe, liền tiếp tục nói, loài hoa nổi tiếng nhất trong thanh vận viên nhà họ lăng chính là hoa bỉ ngạn, nghe nói đó là hoa mà Kỳ Hinh thích nhất. Kỳ Hinh? Cô ấy là ai? Liên Kiều tò mò hỏi, vừa nghe thấy tên người phụ nữ này, tên này rất đẹp, Nói như vậy chắc hẳn chủ nhân của nó cũng rất đẹp. Hoàng phủ anh nhìn Liên Kiều như nhìn người ngoài hành tinh, ngay cả Kỳ Hinh là ai mà cô cũng không biết. Kỳ Hinh là vợ của Lăng Thiếu Đường tập đoàn Lăng thị, cũng là nữ chủ nhân của Thanh vận viên. A. À, Lăng Thiếu Đường đã kết hôn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều có chút tiểu thất vọng, nhìn đàn ông đã kết hôn thì chẳng có ý nghĩa gì, ai. Đương nhiên là kết hôn, anh ấy là người kết hôn sớm nhất trong bọn họ nhưng lại kết hôn hai lần hoàng phủ anh cũng là cô gái đơn thuần biết cái gì sẽ nói cái đấy nhưng nói đến đây cũng tự biết mình nói sai cho nên vội vàng che miệng lại đáng tiếc đôi tai của liên kiều lại nghe được lơ mơ câu nói cuối cùng đó anh anh em vừa nói cái gì lăng thiếu đường anh ta anh ta kết hôn hai lần vậy vợ đầu tiên của anh ta là ai cô ngạc nhiên liên tục hỏi hoàng phủ anh thấy cô tò mò biết nếu không nói nhất định cô sẽ càng suy nghĩ nhiều vì thế liền than nhẹ a à, liên kiều không đoán được câu trả lời như thế này kinh ngạc hơn nửa ngày lúc sau mới phản ứng được phun ra một câu khiến không khí lãng mạn bị phá hỏng hoàn toàn a à, chị biết rồi thực ra lăng thiếu đường kia chính là kết hôn sau đó ly hôn lại tiếp tục kết hôn a à, không phải nói là phục hôn mới đúng hoàng phủ anh suy nghĩ về lời nói của cô dường như cảm thấy có chút đạo lý vì thế liền nhẹ nhàng gật đầu một cái nói, ừ, thật ra, nói như vậy cũng đúng. Cắt. Liên Kiều cắt ngang lời cô ta, vẻ mặt khinh thường nói, kẻ có tiền giống hắn ban đầu nhất định không quý trọng vợ mình, sau khi ly hôn mới biết quý trọng. Hoàng Phủ Anh vừa nghe cô nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lạnh băng. Không cho phép cô nói anh lăng như vậy, anh ấy thực sự rất yêu chị Kỳ Hinh, nếu không tại sao lại trồng hoa bỉ ngạn. Đó chính là loài hoa mà chị ấy thích nhất. Liên Kiều thấy cô ta có chút tức giận, tiện miệng nói, chị chỉ đoán vậy thôi, nói đùa, chị làm sao biết chuyện giữa họ xảy ra như thế nào. Hoàng Phủ Anh thấy cô không chửi mắng Lăng Thiếu Đường nữa, cũng không truy cứu, chỉ nhẹ nhàng nói. Dù sao anh Lăng là người tốt, anh ấy lại quá yêu chị Kỳ Hinh, tóm lại chuyện giữa bọn họ rất phức tạp, tuyệt đối không đơn giản như cô nghĩ, biết không? Liên Kiều thấy cô ta nói rất nghiêm túc, cũng liên tục gật đầu, tiếp tục hỏi vườn hoa của những người khác thì sao ngoài nhà họ lăn ra thì thế nào ừ hoàng phủ anh ngẩng mặt lên rồi khẽ nhắm mắt lại dường như đang hưởng thụ ánh mặt trời tiếp tục nhẹ nói vườn hoa nhà họ lãnh toàn bộ đều là thiên đường hoa nếu cô có cơ hội đến nhất định sẽ thích nơi đó giống như đồng thoại của thế giới trong vườn hoa của anh lãnh có một khu trồng một loại hoa màu tím đó là hoa tiểu tuyền thích nhất tên là tử vi tiểu tuyền chẳng lẽ thật sự là thượng quan Tuyền. Liên Kiều sau khi nghe thấy vậy mắt trợn ngược lên, cô nhanh chóng học bộ dáng của hoàng phủ anh ngồi xuống, gấp gáp hỏi. "Đúng vậy, chính là thượng quan Tuyền, cô biết chị ấy sao?" Hoàng phủ anh tò mò mà nhìn Liên Kiều hỏi. Liên Kiều hưng phấn mà giơ bàn tay nhỏ bé lên, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn tinh khiết của cô, khiến nụ cười của cô càng trở nên rạng rỡ. "Chị chưa từng thấy chị ấy, nhưng hình như có nghe một chút thông tin" Nghe nói chị ấy xuất thân là lính đặc công, thân thủ rất tốt, chuyện này là thật sao? Hoàng phủ anh hoang mang lắc đầu, về chuyện đó tôi cũng không rõ lắm, anh cả cũng chưa từng nói với tôi, nhưng mà nghe nói chị ấy bị bệnh, hiện tại đang ở chỗ của anh Lãnh. Nói tới đây, cô ta dường như có chút hưng phấn, ghé sát vào Liên Kiều thần bí hỏi, cô hẳn cũng nghe nói anh Lãnh đối với người ngoài lạnh lùng như thế nào chứ? Anh Lãnh là Lãnh Thiên Dục sao? Liên Kiều hỏi. Đương nhiên là anh ấy, Hoàng Phủ Anh ra vẻ điều này mà cũng phải hỏi, nhìn cô nói. Liên Kiều gật đầu, ừm, chị cũng nghe nói trong tứ đại tài phiệt, anh ta là người lãnh khốc vô tình, không có chút tình người nào. Cái gì? Trong một đêm, Liên Kiều thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, nhìn Hoàng Phủ Anh khẳng định gật đầu, cô hít một ngụm khí thật lớn, anh ta cũng quá tàn bạo đi. Chẳng qua bao lâu, cô lại than thở. Ai, nếu như có thể thấy mặt thượng quan tuyền thì tốt rồi nếu chị ấy thực sự xuất thân từ đặc công bản lĩnh chắc chắn rất kinh người chuyện này thì tính là gì bản lĩnh của tứ đại tài phiệt nhất định không ai sánh bằng nhất là anh cả của tôi hoàng phủ anh nhắc đến hoàng phủ ngạn tước với vẻ mặt kiêu ngạo và tự hào liên kiều sau khi nghe thấy vậy cũng vô cùng hứng thú cô vội vàng hỏi anh anh tuy rằng chị có nghe nói bản lĩnh hoàng phủ ngạn tước rất tuyệt nhưng sở tường của anh ta là cái gì vậy nhất định là tất sát kỹ chứ trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh nhân vật anh hùng trung anh trong game tất sát kỳ hoàng phủ anh lập tức bị lời nói của cô chọc cười cô ta che miệng cười nói chẳng lẽ anh cả tôi không cho cô biết sao sở trường của anh ấy chính là phi đao nếu bạn về tất sát kỹ ừm cô ta nghiêng đầu nửa ngày rồi đột nhiên sáng bừng lên đúng truy ảnh truy ảnh đó chính là tất sát kỹ truy ảnh Liên Kiều nghe thấy vậy khoa trương kéo dài giọng, qua, chị không nghe lầm chứ. Tên thật giống Võ Hiệp. Hoàng Phủ không giải thích mà chỉ nhìn vẻ mặt khoa trương của cô, nói, cái gì với cái gì hả? Truy ảnh là một thanh đao. Là thanh đao anh cả thích nhất, người khác cũng không thể đụng vào đâu. Thật. Vậy thanh đao kia bây giờ ở chỗ nào? Liên Kiều tò mò hỏi. Cô muốn làm gì? Không phải là muốn trộm chứ hả? truy ảnh trong mắt anh cả chính là đồ vật quan trọng nhất cô không thể đụng vào hoàng phủ anh cảnh giác nói chỉ là một thanh đao mà thôi sao lại ngạc nhiên như vậy còn nữa dù chị muốn nhìn thì phải biết chỗ mới nhìn được chứ liên kiều khoác tay chu miệng nói hoàng phủ anh trợn ngược mắt thật lâu sau mới nhẹ nói vậy thực ra nói cho cô biết cũng không có sao anh cả luôn thích sưu tập phi đao thanh đao đó được đặt ở trong phòng vũ khí bên cạnh thư phòng truy ảnh cũng ở bên trong Tôi vô tình nhìn thấy nó một lần Nó thật tuyệt Viên ngọc được khảm trên mặt chui cũng rất hiếm thấy Phòng vũ khí Liên Kiều nghiêng đầu suy nghĩ vị trí của nó Nhưng mà dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Trong biệt thự của Hoàng Phủ Ngạn Tước có rất nhiều phòng Cô làm sao có thể nhớ hết nổi đặc điểm của từng phòng Hoàng Phủ Anh mở miệng Dường như đã biết suy nghĩ trong lòng Liên Kiều Tôi khuyên cô vẫn nên tỉnh táo lại đi Cho dù cô tìm được căn phòng kia cũng vô dụng Vì cái gì, Liên Kiều càng không hiểu. Hoàng Phủ Anh gạt những cánh hoa rời rụng trên tà váy xuống, thản nhiên nói, bởi vì chỗ đó có cài đặt mật mã, chỉ có anh cả mới có thể mở, những người khác cũng không có cách nào vào đâu. À! Liên Kiều kéo dài giọng nói, mắt tím lại lộ ra vẻ đắc ý, không phải là mật mã chứ, ha ha. Đúng, em vừa nói đến lãnh thiên dục, như vậy cung quy dương đâu, cô vội vàng lãng sang chuyện khác, sợ Hoàng Phủ Anh phát hiện ra gì đó tử tranh liên kiều thầm nhắc lại tên này tên rất hay ai vì cái gì mà khi trước chị lại tên là liên kiều cơ chứ còn không bằng gọi là huân y đi hoàng phủ anh đối với hành động tự lẩm bẩm của cô thì có chút kỳ quái cô đang nói gì đó à không có gì không có gì em tiếp tục nói đi cung quy dương với chị tử tranh kia tiến triển như thế nào liên kiều khoát tay liên kiều nhíu mày đối với tình hướng của cung quy dương cô nghe thật chăm chú dù sao cô cũng quen biết anh ta. Anh anh, chị nghe nói trong tứ đại tài phiệt cung quy dương rất đào hoa, sao hắn lại có lúc ngây thơ như vậy? Mối tình đầu sao? Hoàng Phủ Anh thấy cô nói vậy, nét mặt có chút bất mãn, liền nhắc nhở cô, vừa gặp cô là biết ngay không hiểu tình yêu, anh cung không phải đào hoa, là phong lưu mà thôi. Minh, cho ta hỏi đào hoa với phong lưu nó không phải là một ư, chính là gặp dịp thì chơi đi, chỉ đến lúc gặp chị tử tranh mới biết đến tình yêu đích thực, cái này đương nhiên gọi là mối tình đầu một khi đã như vậy làm sao lại tách ra chẳng lẽ bây giờ họ không gặp mặt liên kiều càng không hiểu hoàng phủ nghiêng đầu nói lý do chia tay tôi cũng không rõ tôi cũng không dám suy nghĩ thêm nữa nhưng mà bây giờ hai người đã gặp mặt liên kiều thấy vậy rốt cục thả lỏng vậy là tốt rồi có tình sẽ trở thành thân thuộc hoàng phủ anh lắc đầu có thể thành thân thuộc hay không tôi cũng không biết tóm lại là bây giờ chị Tử Tranh vẫn chưa gả cho anh cung đâu. Hắc hắc, cung Quy Dương là người tốt, người tốt nhất định sẽ gặp chuyện tốt. Liên Kiều Vương vai duỗi lưng thẳng ra, sau đó rất tự nhiên ngã vào bụi hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cười đón ánh nắng mặt trời, cả người có vẻ như rất vui vẻ. Ai, không nghĩ tới tình yêu của ba người họ phức tạp như thế, nhưng mà nghe đến rất lãng mạn, có cơ hội chị nhất định bảo Hoàng Phủ Ngạn tước kể cho nghe từ đầu đến cuối, ha ha, ai. Đúng. Nói tới đây, cô lập tức nhảy lên, nhìn Hoàng Phủ Anh tò mò hỏi, còn có Hoàng Phủ Ngạn Tước thì sao, tình yêu của anh ta như thế nào? Những người khác đều có tình yêu đau đớn triền miên như vậy, nói vậy hắn ta cũng không ít, nhưng mà hắn ta thực sự thích phụ nữ sao? Hoàng Phủ Anh thấy cô hỏi vậy, mắt đẹp không hề chấp nhìn nhìn cô, thật lâu sau mới mở miệng, cô đối với anh cả dường như một chút cũng không hiểu. Hiểu? Chị đương nhiên là hiểu rồi. Liên kiều bắt chéo chân, chân bó lại lắc lắc, thuận tay ngắt một đóa mỹ nhân anh cắn cắn. Anh ta tự cao tự đại, bá đạo, keo kiệt, lòng dạ hẹp hòi, tóm lại, nhưng mà lại là một người đàn ông hay nghi ngờ, thế nhưng anh ta có một khuôn mặt cực kỳ đẹp đấy, nói vậy phong lưu cũng không ít đâu nhỉ. Sao cô lại nói anh cả của tôi như vậy? Anh ấy không phải người đàn ông trong miệng cô đâu. Hoàng phủ anh có chút mất hứng, ánh mắt cũng không vui, lại nói anh cả của tôi một chút cũng không phong lưu, anh ấy chính là người cùng công việc. Cắt, chị không tin anh ta ngây thơ như vậy, ba người kia có chuyện tình yêu lãng mạn, chẳng lẽ anh ta là người ngoài hành tinh, Liên Kiều cũng rất tò mò thế giới tình cảm của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh cả của tôi không có chuyện tình cảm. Anh ấy không thích có phụ nữ. Min, quắc. Không thích á. Nhầm không đấy, Hoàng Phủ Anh tức giận, gần như gào vào mặt cô liên kiều thấy cô ta giống như không thích nói đùa liền ngồi xuống mắt tím cũng lộ ra vẻ nghiêm túc em nói là thật đương nhiên tôi lừa cô làm gì cô hoàng phủ anh có chút mất tự nhiên nhìn liên kiều nói đúng vậy cô là người phụ nữ đầu tiên vào ở trong biệt thự của anh cả liên kiều bỗng sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng lại đồng thời cô dùng ngón tay chỉ vào mũi mình mắt mở thật to cái cái gì chị là người đầu tiên tới đây trời ạ à, nghĩ lại mà sợ, nếu đêm qua bị hắn ám sát cũng không biết. Nhìn bộ dáng kinh hải này của Liên Kiều, ngược lại Hoàng Phủ Anh rất nghi hoặc không hiểu nổi, cô ta nhíu mày nói, cô thực sự là kỳ lạ, cô có biết bao nhiêu phụ nữ muốn tới đây mà không được không hả? Cắt! Liên Kiều không cho là đúng phất phất tay, em cũng không biết tối qua Hoàng Phủ Ngạn Tước có bao nhiêu khủng bố, chỉ với anh ta ở chung một chỗ, ôi quả thực là tra tấn sức chịu đựng của con người, sớm biết như thế, chị mới không thèm tới đây vừa nghĩ tới trước bộ dáng khủng bố của hắn hai hôm trước cô bỗng sợ hãi nhưng mà cô vừa dứt lời thấy lỗ tai hoàng phủ anh đỏ ửng cô ta cũng là nha đầu đơn thuần nhưng không ngờ liên kiều lại nói như thế tuy nói đối với chuyện nam nữ cô ta chưa trải qua nhưng mà chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy vừa nghe liên kiều nói như vậy tự nhiên không kìm được mà suy nghĩ khuôn mặt cô ta dần trở nên ảm đạm bàn tay trắng bệch theo bản năng nắm chặt lại hình tượng người anh trai hoàng mỹ bỗng chốc bị nghiền nát, nước những bông hoa xanh tím dính đầy ngón tay. Anh anh, em, em sao vậy? Liên Kiều bị biểu cảm của cô ta làm dệt mình, vội vàng kéo tay cô ta, lấy vạt áo của mình lau tay cho cô ta. Liên Kiều Liên Kiều không biết cô ta muốn nói cái gì, chính là ngoan ngoãn ngồi một bên nghe cô ta nói. Hoàng Phủ Anh nhìn từng bụi từng bụi lớn mỹ nhân anh bên cạnh, đáy mắt lộ ra đau thương vô hạn, nhưng những hồi ức hạnh phúc từ từ hiện về. Sở dĩ hoàng phủ khác là bởi vì, nguyên nhân là, loài hoa này anh cả vì tôi mà trồng, cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ rõ anh ấy từng nói, mỹ nhân anh chính là tiếng thở dài của người đẹp, là loài hoa mà anh anh tôi thích nhất. Sau khi Liên Kiều nghe vậy có chút gian nan nuốt nước miếng, ông trời, hoàng phủ ngạn tước lại rất có ý tứ, lời này có phải là từ trong miệng hắn nói ra. Nghĩ đến đây, trong lòng cô tràn ra cảm giác không đúng, những lời như vậy sao hắn không có nói với cô? Hừ. Hắn chỉ biết hô to gọi nhỏ với cô mà thôi. Không được, chờ hắn trở về cũng phải bắt hắn trồng cái gì đó cho mình, đúng, hay là trồng cây xương rồng tròn đi, nếu hắn còn dám hô to gọi nhỏ với cô, cô sẽ lấy cây xương rồng ném chết hắn. Ừm, cứ làm như thế. Trong lòng Liên Kiều âm thầm thề. Hoàng Phủ Anh không biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Liên Kiều có thể nghĩ ra đủ mọi chuyện cô ta dè dặt nhìn liên kiều hỏi liên kiều cô có biết mỹ nhân than thở không mỹ nhân than thở từng. liên kiều gãi đầu giống như nghĩ lại lúc học ba từ trung văn kia nhưng cô có chút xấu hổ lắc đầu không biết hoàng phủ anh lại không có ý cười nhạo cô thở nhẹ một hơi gằn từng tiếng một nói tay áo hồng phất giữa ánh trăng sáng tự cảm thấy một mảnh âm u mũi tên dừng trước cổ tình cảm nồng nàn càng lúc càng sâu tắm mạnh trăm cài con diều, giật mình nhận ra thì đã quá trễ. nhìn môi hoàng phủ anh khẽ đóng khẽ mở, liên kiều há hốc mồm. tuy có thể cô nghe không hiểu hết nội ý nghĩa của nó, nhưng cũng biết đây là bài thơ của trung quốc, quá hay a. À? đây là bồ đề mang đứng đầu, khi cô ta nói đến câu cuối cùng, giọng cũng trở nên nghẹn ngào. nhưng mà, hoa wow, liên kiều kích động vỗ tay, lộ vẻ sùng bái. cô Hoàng Phủ Anh đang bị vây trong không gian yên tĩnh không nghĩ ra được phản ứng này của cô, bỗng dưng lặng thinh nhìn cô. Khuôn mặt Liên Kiều hưng phấn, lôi kéo lạng váy cô ta nói, anh anh, em thật là lợi hại, lại có thể ngâm nhiều câu thơ như vậy, chị sung bái em gần chết rồi. Hoàng Phủ Anh ngu hoàn toàn, thật lâu mới lẩm bẩm, cô rốt cuộc là người con gái như thế nào? Cô ta chưa từng thấy qua người con gái nào kỳ lạ như vậy, lại có thể có loại phản ứng này. Liên Kiều le lưỡi, Ý không tốt mà cười, ta à, chỉ phản ứng có chút mạnh, nhưng đây thực sự là suy nghĩ chân thật. Em biết không, lúc trước lúc ông nội chị bắt chị học trung văn, chị vừa thấy thơ là thấy đau đầu rồi, dù làm cách nào cũng không nhớ được. Nhưng em có thể ngâm nhiều như vậy, nhiều người hâm mộ à, hâm mộ tôi. Hoàng Phủ Anh nở nụ cười khổ, cô ta nhìn Liên Kiều nói, thực ra phải là tôi hâm mộ cô mới đúng. Liên Kiều nghe đến đầu óc có chút mơ hồ, anh anh vì sao em lại hâm mộ chị cô thật không hiểu nổi bàn về gia thế cô ta và cô cũng không phân cao thấp bàn về diện mạo liên kiều luôn luôn tự xưng mỹ nhân nhưng nhìn hoàng phủ anh cũng rất xinh đẹp đôi mắt long lanh giống như búp bê bàn về học thức ách cô ta so với cô hình như giỏi hơn có thể ngâm những câu thơ hay như vậy hoàng phủ anh thấy vẻ nghi hoặc của liên rủ mắt xuống dịu dàng nói cô thực sự là người đang ở trong phút mà không biết hưởng liên kiều càng không hiểu anh anh em nói thật sâu xa chị nghe không hiểu nụ cười khổ bên môi hoàng phủ anh lại lần nữa nở rộ cô ta lắc đầu nhìn liên kiều đơn giản có một chút chân thành lại một tiếng than nhẹ liên kiều hoàn toàn mộng mị lông mày cô đã nhíu thành một hàng vẫn không hiểu ý tứ trong lời nói của hoàng phủ anh được rồi không cần nghĩ nữa cô không phải hâm mộ tôi có thể ngâm ra những câu thơ như vậy sao như vậy đi tôi có thể dạy cô Hoàng Phủ cười nói, thực rõ ràng cô ta không muốn chuyển sang đề tài như vậy. Qua được được, Liên Kiều lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Tôi đọc một câu sau đó cô đọc một câu. Thân ảnh hai người chìm trong biển hoa, mỗi cánh hoa đều quanh quẩn trong giọng nói thanh thanh trầm trầm. Tay áo hồng phất giữa ánh trăng sáng. Tự cảm thấy một mảnh âm u. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hàng loạt tiếng chim kêu vui vẻ đánh tan sự yên tĩnh buổi sáng, sương mù tan đi, khiến sóng nước vần quanh mặt hồ xíu Tổ xinh đẹp vô cùng, bởi vì xung quanh mỹ lệ vô cùng nên được nước Mỹ ca tụng là Emerald City. Mặt nước xanh xanh lặng lẽ bao quanh tòa nhà, xuyên qua đám cây xanh kia không khó để nhìn ra màu trắng thuần của căn biệt thự. Mà chủ nhân ngôi biệt thự này là bác sĩ pháp y hàng đầu thế giới, cũng chính là em trai hoàng phủ ngạn tước, hoàng phủ ngạn thương. Sáng sớm gió thổi nhẹ, mang theo hương vị thoải mái ánh mặt trời ấm áp chiếu lên cửa sổ sát đất ngay sau đó cửa chính của biệt thự được đẩy mở một bóng dáng bước ra khẽ đi trên thảm cỏ xanh mướt ánh mặt trời chiếu chiếu lên khuôn mặt cô khiến nó trở nên mơ mộng hơn cả cặp mắt màu tím kia đều toát ra vẻ đẹp mê người người con gái tận tình hưởng thụ sự trong trẻo của ban sáng không hay biết rằng nhất cử nhất động của mình đều được thu vào trong mắt của người đàn ông Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên cơ thể cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Thương khiến nó trải dài khắp, dừng ở trước thảm cỏ xanh của biệt thự, mà đôi mắt thâm thúy của anh cũng chỉ vì cô gái phá trước mà biến hóa. Từ sau khi ở Hồng Kông về, anh đã nghĩ mọi cách để mặc di nhiễm dung ở lại bên cạnh mình, mà cô ấy cũng đang muốn ở lại nước Mỹ một thời gian. Hoàng Phủ Ngạn Thương liền đề nghị cô đến làm khách trong biệt thự của anh, vì thế, anh cố ý chọn nơi hồ. Tô này, trước mắt đó cũng là hy vọng để tiến thêm một bước trong quan hệ với cô. Thời gian ở chung càng dài, Hoàng Phủ Ngạn thương lưu luyến cô càng sâu, sinh hoạt của Mạc Di Nhiễm Dung rất có quy luật. Giờ rời giường, giờ ăn cơm, giờ tản bộ, giờ ngủ say, trên cơ bản mỗi ngày đều không có khác biệt quá lớn. Cô an tĩnh, trừ khoảng bói toán đó là ngồi xuống suy nghĩ. Nhưng cho dù là như thế nào đi nữa, anh vẫn không có cách nào mà đắm chìm vào nó, chỉ vì nhìn vào đôi mắt trong kia, liền khiến anh nguyện ý vạn kiếp bất phục. Cuối cùng nhận thấy ánh mắt nóng bỏng phía sau, mặt di nhiễm dung dừng bước, quay đầu, chống lại ánh mắt của Hoàng Phủ ngạn thương. Cô cười cười, không nói gì, đứng ở nơi đó. Hoàng Phủ ngạn thương sải bước đi lên, lộ ra ánh mắt thâm tình nhìn cô, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, hít một ngụm thật sâu luồng không khí mát mẻ. Không khí nơi này rất tốt, phong cảnh cũng quá đẹp, không hổ là nơi để hưởng thụ hoàng phủ ngạn thương sau khi nghe vậy trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào anh vội vàng nói nhiễm dung nếu em thích nơi này vẫn có thể ở lại đây lâu dài ý tứ trong lời nói của anh rất rõ ràng nhưng mà mặc di nhiễm dung ngẩng đầu lên vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh lập tức cười cười nói hoàng phủ tiên sinh thích nói đùa đây là nhà anh tại sao lại bảo tôi cứ ở lại đây chẳng lẽ lại phải đuổi vị chủ nhân là anh đi sao nói xong liền quay mặt nhìn đám cỏ hoa bên kia khuôn mặt lộ ra nụ cười nhiễm dung hoàng phủ ngạn thương nghe xong câu này khuôn mặt tuấn giật lộ ra vẻ ảm đạm nhưng lập tức liền vương tay ra đem thân mình cô chuyển quay lại khiến cô phải nhìn anh anh có thể chịu được việc cô không hiểu tình yêu nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho việc cô không hiểu tấm chân tình của anh mặc di nhiễm dung lại bình tĩnh nhìn anh rõ ràng đối lập với vẻ mặt kích động của anh chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu hoàng phủ tiên sinh anh có chuyện gì muốn nói với tôi hoàng phủ ngạn thương thầm thở dài một hơi ngưng trọng nhìn đôi mắt tím của cô từng câu từng chữ nói rõ ràng nhiễm dung chẳng lẽ em không hiểu tấm lòng của tôi đối với em sao tôi yêu em là tình yêu xuất phát từ đáy lòng nó được bồi đắp qua khoảng thời gian sống cùng em tôi phát hiện bản thân không thể nào rời khỏi em cho nên mặc di nhiễm dung vẫn hỏi vấn đề này trên khuôn mặt cũng không vì lời thổ lộ của anh mà thay đổi. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy cô hỏi vậy, trịnh trọng nói, cho nên tôi muốn em cùng tôi cả đời chung một chỗ, bất kể là đi tới nơi nào, tôi muốn em gả cho tôi, làm vợ của tôi. Mặc di nhiễm dung bị câu nói của anh làm kinh ngạc, cô dương mắt nhìn anh, một câu cũng không nói. Nhiễm dung. Hoàng Phủ Ngạn Thương không kiên nhẫn mà ông cô vào trong ngực, nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt cô, tim anh sẽ đau nhức anh hy vọng tình yêu của anh dành cho cô là hạnh phúc là tự do mà không phải loại phản ứng mờ mịt lúng cuốn này nếu có thể anh rất muốn dùng thủ đoạn khác chính là mạnh mẽ chiếm đoạt nhưng đó bởi vì cô là nhiễm dung cũng chỉ có cô anh không thể như vậy tình nguyện dùng nhu tình của mình từ từ hòa tan cô nhiễm dung tôi biết đột nhiên cầu hôn sẽ dọa em nhưng đây là lời thật lòng của tôi hoàng phủ ngạn thương nhẹ nhàng nâng hai má cô lên giống như đang nâng niu trân bảo quý hiếm của thế gian lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi chỉ biết, đời này chính là em, cũng chỉ có em mới có thể làm vợ của Hoàng Phủ Ngạn thương tôi. Mặt di nhiễm dung dần hồi phục tinh thần, cô ngưng mắt nhìn khuôn mặt toát ra vẻ cương nghị của anh, hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng Phủ tiên sinh, có chuyện hình như anh vẫn chưa rõ ràng lắm, làm hàng đầu sư, tôi không cách nào có thể tiến tới hôn nhân được. Cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Thương Dương cao âm thanh, vẻ mặt cũng trở nên cứng ngắc bàn tay to của anh theo bản năng dùng sức, phiền não nói. Đây là quy định gì? Làm hàng đầu sư thì không thể kết hôn. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đây rốt cuộc là quy củ do tên chết tiệt nào đặt ra. Mặt di nhiễm dung cười cười, cô nhẹ nhàng lắc đầu, hoàng phủ tiên sinh, anh nghe không hiểu được, hàng đầu sư thực ra có thể kết hôn, tôi đang nói chính mình, không cách nào có được hôn nhân. Vì cái gì, hoàng phủ ngạn thương càng không hiểu, nếu không có loại quy định cứng nhắc này vì sao cô lại luôn mồm nói như vậy mặc di nhiễm dung nghiêm túc nhìn anh môi nở nụ cười khổ thật ra không giấu gì anh cái này giống như một loại quyền rủa đối với người tinh thông bói toán và hàng đầu thuật đứng đầu vương thất không thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc gia tộc của tôi và liên kiều đều như thế sẽ không hoàng phủ ngạn thương hét lên cái này chỉ là trùng hợp nguyền rủa cái gì chứ tôi không tin cái này mặc di nhiễm dung cười ảm đạm trên đời này không có một người đàn ông hay phụ nữ nào có thể chịu được việc mình sinh ra một con quái vật thậm chí mỗi ngày đều phải sống chung với nó hoàng phủ ngạn thương nghe thấy vậy thân thể khẽ rung lên ngay cả trái tim cũng rung rẩy sau đó đau đớn như bị ai bóp chặt anh hiểu được tất cả đều hiểu được ngay sau đó anh không nói lời nào mà trực tiếp ôm người phụ nữ trước mặt vào ngực không cho cô trốn thoát nhiễm dung Tôi chưa từng biết đến đau khổ của em Thực xin lỗi Anh cúi đầu xuống Môi mỏng khẽ thì thầm bên tai cô Ánh mắt lộ vẻ đau đớn tiếc nuối. Nhưng mà Tin tưởng tôi được không Tin tưởng tôi Tôi yêu em Cho nên bất kể gặp tình huống như thế nào Tôi cũng sẽ không để ý mà yêu em Cơ thể mặc di nhiễm dung trung nhẹ Không biết tại sao Nghe thấy câu nói của anh lần này máu trong người cô liền chảy dồn dập, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Đây là chuyện gì xảy ra? hoàng phủ tiên sinh cô vẫn cố gắng toát ra gương mặt trắng lạnh ban đầu vì câu yêu thương của anh mà trở nên ửng hồng tôi với anh không có khả năng mặc di nhiễm dung gian nan mà nói ra những lời này hôm nay cô cảm thấy bản thân mình có chút kỳ lạ rõ ràng không khó để mở miệng nói nhưng lại không có cách nào nói ra không biết tại sao cô cảm thấy bản thân mình đang làm tổn thương tới người đàn ông trước mặt này ánh mắt của anh khiến lòng cô đau đớn hoàng phủ ngạn thương giật mình sửng sốt mi tâm cũng theo bản năng mà nhíu chặt lại anh hỏi lại không có khả năng vì cái gì mà không có khả năng trong mắt tôi căn bản không có gì là không có khả năng nếu anh cố tình muốn ở cùng cô thì sao mặc di nhiễm dung buông mi mắt xuống nhẹ nhàng cảm thán hoàng phủ tiên sinh duyên phận đã định trước người có duyên với tôi không phải anh cho nên chúng ta không thể ở cùng một chỗ định trước hoàng phủ ngạn thương cười nhạo ông trời để tôi gặp gỡ em điều này chẳng lẽ không phải định trước nhiễm dung lần thứ hai anh lại ông cô thật chặt tôi biết trong lòng em vẫn không thể buông xuống được bói toán kia nhưng em có nghĩ tới hay không bói toán cũng có lúc mất linh nghiệm em cũng nói tình huống của bản thân không thể nào bói ra được người có duyên với em chính là tôi hoàng phủ tiên sinh khuôn mặt mặt di nhiễm dung có chút khó xử cô không biết nên nói thế nào với anh nhiễm dung Hoàng Phủ Ngạn Thương không cho cô cơ hội để trốn tránh Khẽ nói bên tai cô Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này em ở cùng với tôi không vui vẻ sao Không phải em cũng thích nơi này sao Mặt di nhiễm dung chống lại ánh mắt của anh Trúc Trắc nói Thực ra, thực ra sáng nay tôi đã muốn nói với anh Thời gian tôi ở lại chỗ này cũng không tính là ngắn Nên rời đi Em nói cái gì Hoàng Phủ Ngạn Thương quát cô Giọng nói lộ ra vẻ cương ngạnh Mặt di nhiễm dung khẽ cắn môi nhẹ nhàng nói, thực ra, lúc mới tới đây, theo thói quen bói toán tôi thấy có chút dấu hiệu cổ quái, nhưng mà lâu như vậy, cũng không xảy ra chuyện gì, tôi cảm thấy không có khả năng thay đổi, cho nên, cũng nên rời đi, ưm. Ừ. Cô còn chưa nói hết câu, đôi môi anh đạo đã bị hoàng phủ ngạn thương ngậm lấy, dùng sự quyến luyến đã lâu ngăn chặn lời cô sắp nói. Nụ hôn không hề báo trước mang theo tình cảm mãnh liệt, cắn nuốt trăng trọc, chiếc lưỡi linh hoạt cậy mở hàm răng, đem sự kinh ngạc và bất lực của cô gói gọn trong hơi thở đầy nam tính. Mặt di nhiễm dung trung nhẹ, giống như con cừu nhỏ thuần khiết bị anh ôm chặt lấy, đôi bàn tay to kia gắt gao nắm lấy cơ thể cô, trốn đi không được. Hôn, từ dịu dàng trở nên mạnh mẽ, sức lực của đôi tay cũng dần mạnh lên, mặt di nhiễm dung dễ dàng cảm nhận thấy, nhưng khiến cô nghi hoặc chính là bản thân cô thậm chí có chút đắm chìm trong nó. Đây là loại cảm giác gì? hạnh phúc mang theo một chút ngượng ngùng khó xử ngay khi cô thấy mình sắp đắm chìm trong cơn nhu tình đó hoàng phủ ngạn thương rốt cuộc lưu luyến buông tha môi cô nhìn thấy trong mắt cô có chút ngượng ngùng thì cực kỳ hưng phấn bờ môi anh khẽ nhếch lên chút hài lòng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve chiếc cằm có đường nét xinh đẹp của cô ngón trỏ cũng khẽ khắc họa lại phiến môi anh đào hưởng thụ cảm giác mềm nhẹ nơi đầu ngón tay nhiễm dung thật ra trong lòng em đã tiếp nhận tôi không phải sao anh nói trực tiếp rõ ràng một con đường lui cũng không để lại cho cô hoàng phủ tiên sinh tôi nhiễm dung tôi hy vọng có thể nghe được hai chữ ngạn thương từ miệng em giọng nói dịu dàng mang theo mệnh lệnh nhưng nhiều hơn đó là tình cảm dịu dàng khiến người ta không thể kháng cự mặc di nhiễm dung cảm thấy hô hấp của mình toàn bộ đều là hơi thở của người đàn ông này mà loại hơi thở ấy lại lẳng lặng, lặng tiến vào lòng cô cô có chút mê man càng không thể nào hiểu được cô còn muốn nói gì nữa nhưng mà ngay lúc đó bị hồi chuông điện thoại cắt ngang liên kiều khi lấy di động ra nhìn màn hình đôi mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc chị sau khi di động được kết nối truyền đến giọng nói thánh thót của liên kiều em nha đầu nghịch ngợm này sao tự nhiên lại nhớ đến chị thế trên mặt mặt di nhiễm dung hiện lên nụ cười tự đáy lòng chị chị đang ở mỹ đúng không liên kiều cười hì hì hỏi mặt di nhiễm dung đối với khả năng đoán trước siêu cường của cô không có gì kinh ngạc, cô cười nói, đã biết rồi, còn hỏi. Chị à, em muốn gặp chị, giọng nói của Liên Kiều đột nhiên trở nên dịu dàng, ngọt như một cục đường. Mặt di nhiễm dung thấy cô nói vậy cảm thấy kỳ lạ, bị bắt nạt. Nào có, Liên Kiều quay điện thoại ra một chỗ khác nói, em có vấn đề khó giải quyết, trên thế giới này chỉ có chị mới giúp được em. Miệng lưỡi trơn tru, được rồi, mặt di nhiễm dung nhận lời liên kiều hoan hô một tiếng cúp điện thoại mặt di nhiễm dung nhìn hoàng phủ ngạn thương giờ di động trong tay lên nhẹ nhàng nói em gái của tôi liên kiều xem ra nha đầu nghịch ngợm kia lại muốn nghĩ ra trò gì để phá anh cả tôi rồi hoàng phủ ngạn thương nở nụ cười ấm áp từng chút từng chút tiến vào trái tim mặt di nhiễm dung lúc liên kiều chạy tới hồ si ớt tổ đã là trưa ngày hôm sau loại cảm giác ấm áp này vẫn chưa tản đi hết thêm vào đó là một loại hưởng thụ lười biếng chị trong đại sảnh biệt thự sáng sủa sạch sẽ ánh nắng mặt trời ấm áp vào giữa trưa chiếu rọi lên nền gạch hoa mà liên kiều thì giống mèo lười ngồi ghé lên đùi mặt di nhiễm dung yên tĩnh giống như trẻ nhỏ chỉ nghe thấy hơi thở dài tự đắc của cô chị nói đi em nên làm thế nào giọng nói biến nhát sau buổi trưa mặt di nhiễm dung vẫn luôn yêu thương đứa em gái này thấy cô như thế sủng ái nói em đó chính là nghịch ngợm điển hình, theo chị thấy chỉ gả cho người đàn ông như Hoàng phủ ngạn tước mới có thể quản thúc được em. Chị à. Liên Kiều bất mãn mà kháng nghị, ngay sau đó cô ngồi xuống, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ngay cả chị cũng dễu cợt em, hư, em mới không thèm gả cho anh ta đâu. Mặt Di Nhiễm Dung cười nhìn cô, lắc lắc đầu nói, em nha, bây giờ muốn gả đi cũng muôn có chú rể, nào có cô gái nào như em lại có thể bỏ qua người đàn ông tốt như thế cho nên người ta mới đến nhờ chị giọng nói liên kiều mềm ngọt như mật đường vậy cơ thể cũng uống éo dính trên người cô chị chị giúp em nghĩ chút đi làm thế nào để đem anh ta trở về với tốc độ nhanh nhất mặc di nhiễm dung nghe vậy không biết nên khóc hay nên cười cô nhẹ nhàng dây dây huyệt thái dương nói thật sự là chưa thấy qua nha đầu nào như em sớm biết như thế còn giận người ta đây ai bảo anh ta đáng ghét như vậy chị anh ta đánh em đùi đó ông nội cũng không có đánh em đâu liên kiều lộ vẻ mặt uất ức không phục chị thấy em xác thực là nên bị đánh mặt di nhiễm dung cười cười nói chị liên kiều kháng nghị nói sao chị lại nói giúp hoàng phủ ngạn tước ai mặt di nhẹ thở dài một hơi chị giúp người có lý không giúp người thân em nghĩ lại xem hoàng phủ tài phiệt lân như vậy lại bị em biến thành trò đùa còn giúp người phá mật mã điều này nói lên cái gì một chút bộ dáng của khách cũng không có liên kiều nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt không đồng ý chị à là hoàng phủ ngạn tước hợp lâu như vậy em quá nhàm chán tự nhiên muốn tự mình chơi nhưng mà ngày đó may mắn có em nếu không phải em nói đám người kia đều phải tăng ca hừ thực ra đó coi như em làm việc tốt em đó luôn có lý ngoài miệng mặt di vương tay nhẹ vỗ đầu cô nếu không phải em dọa nhân viên nam kia sợ hãi hắn ta làm thế nào mà quên mất mật mã. Chị này, Liên Kiều vặn vẹo khuôn mặt. Mặt Di giống như nhớ tới cái gì đó, nói, em gái, thực ra em không cần phải gấp gáp như vậy, không phải em nói bác trai bác gái muốn đến Malaysia sao, chị nghĩ anh ta hẳn sẽ trở về nhanh thôi. Em phải đợi đến khi nào đây? Không có nhiều thời gian vậy đâu, Liên Kiều sờ sờ ngón tay nói. Em nghĩ anh ta nhất định sẽ trở lại nhanh thôi, em còn chưa chơi đủ đâu, sao có thể để anh ta tiêu dao như vậy được, lại nói, nhỡ đâu anh ta cố tình không về, em lại phải đợi ở hoàng phủ thật là không hay. Chính vì như thế chị phải giúp em thế nào, mặc di nhiễm dung kỳ quái hỏi cô. Liên kiều ngồi sụp xuống, hai mắt đột nhiên mở to, cô giữ chặt lấy tay mặt di, thề thốt ngọt ngào, chị, trong hang đầu thuật có loại kêu đến gọi đi không? Mặt di nghe vậy, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn cô, giống như nghe thấy chuyện không thể nào xảy ra được vậy em gái chị không có nghe lầm chứ em em sao lại có thể muốn sử dụng hàng đầu thuật lên người anh ta chứ liên kiều le lưỡi thật cẩn thận nói chị à không có nghiêm trọng như vậy em chỉ muốn học bộ phận sơ cấp trong hang đầu thuật thôi là cái loại có thể chỉnh người này liên kiều hàng đầu thuật cũng không phải muốn tùy tiện học thì học lại nói ông nội cấm em học cái này đó mặc di bày ra vẻ không đồng ý chị liên kiều kéo cánh tay cô làm nũng Người ta cũng không muốn học cái gì quá cao siêu Chỉ là muốn mang anh Tam ao chống trở về thôi Không được, mặc di một câu cự tuyệt Hàng đầu thuộc một chút em cũng không thể học Chị à, Liên Kiều đáng thương nói Chẳng lẽ chị thấy em chịu ủy khuất mà làm ngơ sao Chúng ta có thể dùng biện pháp khác, mặc di nói Miệng Liên Kiều sắp vẫn lên tận trời rồi Người ta không tìm ra cách mới đến tìm chị nhờ giúp đỡ Ngay lúc hai người đang tranh luận hoàng phủ ngạn thương bưng đĩa hoa quả bước vào nhẹ nhàng cười nói liên kiều không cần làm khó chị cô liên kiều vừa thấy người tới nghịch ngợm lè lưỡi bác sĩ pháp y quốc tế thân ái tôi biết anh biết anh cả anh đi đâu nhưng tôi cảnh cáo anh nếu anh ta không lập tức quay lại gặp tai họa chính là anh ách hoàng phủ ngạn thương kỳ quái hỏi cô đây là có ý gì liên kiều cực kỳ tốt bụng giải thích anh nhìn khuôn mặt anh xem giống hoàng phủ ngạn tước tới bảy tám phần hừ nếu nếu anh không nghĩ cách giúp tôi tôi liền không đi mỗi ngày ở trong này tra tấn anh dù sao tôi biết cô nhìn mặt di đột nhiên cười giống như kẻ trộm chị tôi ở đây một ngày anh sẽ không thể đi khỏi em gái em nói cái gì đó mặt di nghe thấy ái muội trong lời liên kiều nói em gái trên mặt hơi mất tự nhiên liên kiều cười rất giảo hoạt cô dừng mắt trên người hoàng phủ ngạn thương trên người giơ tấy lên đánh hắn một cái này khám nghiệm thi thể người chết anh lo lắng đến mức nào khám nghiệm thi thể người chết hoàng phủ ngạn thương khóc thét một tiếng cũng chỉ có cái nha đầu này dám xưng hô với hắn như thế nhưng mà nói thật hắn thật đúng là có chút sợ cô chặt hắn thầm thở dài một hơi vẫn là đầu hàng liên kiều thực ra nếu cô muốn anh cả tôi nhanh quay lại có một cách bất cứ giá nào vì an toàn của bản thân hắn chỉ có hy sinh lợi ích của anh cả thôi liên kiều nghe thấy vậy hưng phấn đứng vụt lên biện pháp gì nói mau hoàng phủ ngạn thương ngẫm lại rốt cục hung ác cắn răng chậm rãi phun ra hai chữ truy ảnh liên kiều vừa nghe thấy vậy đôi mắt tím sáng rực lên cô vội vàng khoa chân múa tay nói ha ha tôi chỉ biết truy ảnh chính là đồ vật quan trọng thì ra cái vật kia thực sự có thể uy hiếp hoàng phủ ngạn tước mặc di nhiễm dung quả thực rất hứng thú khi nghe thấy tên này cô tò mò nhìn hoàng phủ ngạn thương hỏi truy ảnh truy ảnh là cái gì tên này nghe rất êm tai ai thế nhưng hoàng phủ ngạn thương lại thở dài một hơi truy ảnh đâu chỉ là tên dễ nghe nó chính là một thanh phi đao thế gian hiếm có mặc di nhiễm dung nhẹ nhàng gật đầu một cái quả nhiên cũng chỉ có tuyệt đỉnh phi đao mới xứng đáng có tên đẹp như vậy mà khuôn mặt Liên Kiều thì vô cùng không hiểu mà nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, nhắc tới truy ảnh anh thở dài làm cái gì. Hoàng Phủ Ngạn Thương liếc Liên Kiều một cái, lại chuyển ánh mắt dừng trên người mặt Di Nhiễm Dung, thâm tình không hề che giấu nhẹ giọng nói, tôi thở dài là bởi vì, thì ra chỉ một thanh phi đao mà lại có thể hấp dẫn lực chú ý của Nhiễm Dung. Ngụ ý thực rõ ràng, một câu nói khiến người nghe dễ dàng hiểu được, mà ngay cả người không hề bận tâm như mặt Di cũng nghe ra ý tứ trong lời hắn, nhưng mà Liên Kiều lộ vẻ mơ hồ như cũ. Min, bó tay chị. Thấy tình hình như vậy, Hoàng Phủ Ngạn Thương ầm thầm toát mồ hôi hột thay anh cả nhà mình, mặc di nhiễm dung còn có cách thông suốt, nhưng mà Liên Kiều cô gái này có phải đối với tình yêu quá mức trì độn hay không, con đường tương lai của anh cả chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì. Liên Kiều thấy hắn nhìn mình chầm chầm nhìn không ngừng, cả người không được tự nhiên, cô giơ tay lắc lắc trước mắt hắn, hét lên. Này, khám nghiệm thi thể người chết, anh nhìn cái gì hả tiếp tục nói đi hoàng phủ ngạn thương bất đắc trợn trắng mắt điều chỉnh cảm xúc một chút tiếp tục nói từ nhỏ anh cả đã nhận huấn luyện đặc biệt từ tổ chức thân thủ không nói đến sở trường lớn nhất đó là công phu phi đao bởi vậy anh ấy cực yêu thích sưu tầm những thanh đao nổi tiếng mà thanh truy ảnh kia là thanh đao tốt nhất trong kho của anh cả không chỉ dùng nguyên liệu cứng rắn nhất luyện thành mà ngay cả những viên đá quý được khảm trên thân nó cũng là báu vật hiếm có rồi này chuyện đó anh anh đã nói với tôi rồi Liên Kiều khoát tay nói Chính là làm sao tôi có thể dùng thanh đao kia để bắt anh ta trở về Dễ làm Hoàng Phủ Ngạn Thương lười biến vương vai Cô chỉ cần để anh cả biết thanh đao đó hiện tại đang nằm trong tay cô Anh ấy sẽ lập tức trở về À Như vậy có thể được Liên Kiều mở mắt thật to Đương nhiên Hoàng Phủ Ngạn Thương bày ra vẻ mặt giải thích Thanh đao kia vô cùng cứng rắn Không gì địch nổi anh cả luôn coi nó là bảo vật nhưng khi cô nói cho anh ấy biết nó đang trong tay cô điều ấy có nghĩa là cô đã thuận lợi vào phòng vũ khí điều này sẽ không làm anh ấy lo sao sau khi nghe xong liên kiều hoan hô một tiếng bàn tay bé nhỏ vỗ vai hắn hưng phấn nói khám nghiệm thi thể anh thực sự là thiên tài nhìn cô cao hứng bừng bừng hoàng phủ ngạn thương thình lình dội cho cô một gáo nước lạnh mấu chốt là phòng vũ khí kia cô có biết mật mã sao Liên Kiều hơi giật mình, lập tức không cho là đúng nói, chỉ là một dãy mật mã đơn giản thôi mà, có cái gì khó. Hoàng Phủ Ngạn Thương bị tự tin của cô đánh ngã, hắn ổn định tâm trạng giải thích với cô lần thứ hai, chỗ đó cũng không sử dụng mật mã dạng phổ thông, mà yêu cầu xác nhận dấu vân tay. Không có dấu vân tay của anh cả, cho dù cô có biết phá giải mật mã cũng không dùng được. À, sau khi nghe thấy vậy Liên Kiều lập tức nhục chí, cô ngã vật ra ghế salon, vẻ mặt uể oải vậy làm sao bây giờ cô dựa vào giác quan thứ sáu để giải mật mã thì có thể nhưng mật mã lại là dấu vân tay thì cô biết phá như thế nào đây mặc di nhiễm dung nhìn khuôn mặt đau khổ của liên kiều an ủi thôi đi em gái chị nghĩ không được chủ nhân của nó đồng ý mà tự nhiên ra vào thật không có đạo đức cùng với những tên trọng kia đâu có khác nhau em nên nghĩ biện pháp khác đi còn có cách nào nữa hoàng phủ ngạn tước người này chính là một tên bại hoại liên kiều bực tức chỉ là một phòng vũ khí mà thôi làm gì mà nghiêm ngặt giống như thiên lao không bằng vậy ai không có cách nào vũ khí trong phòng đó đều là những vũ khí tối tân nhất trong ngành về phần lấy truy ảnh của anh cả anh ấy đã hao phí hết tâm tư nếu muốn thông qua mật mã ở trong phòng đó thì đúng là khổ hình trừ phi có hoàng phủ ngạn tước thứ hai hoàng phủ ngạn thương thoải mái nói hắn chính là đang nghĩ cách thay cô cô không làm được thì cũng không thể oán hắn nhưng mà khi hắn vừa nói xong Liên Kiều giống như bắt được linh cảm bật dậy, bắt lấy cánh tay của hắn. Ôi chao, nói anh là thiên tài đúng là không sai, không tồi, nếu như có thể biến ra một tên hoàng phủ ngạn tước nữa thì không vấn đề gì rồi. Hả? Lúc này đến lượt hoàng phủ ngạn thương trận mắt, hắn sợ là mình nghe lầm, vì thế liền xoa xoa lỗ tai, cái gì cái gì? Cô muốn tạo ra một hoàng phủ ngạn tước khác? Này, đây chỉ là lời nó vô căn cứ mà thôi. Liên Kiều trừng hắn một cái nói. Này, cái gì anh cũng không biết mà bảo tôi nói bừa, làm sao anh biết tôi không làm được? Hoàng Phủ Ngạn Thương há hốc mồm, chỉ chỉ cô. Cô, không phải cô nói thật chứ? Chẳng lẽ cô nghĩ bản thân mình là nữ oa sao? Cái gì mà ếch cái với ếch đực, ếch đều dài hơn ban đầu sao? Liên Kiều quả nhiên lại hiểu lầm ý tứ của hắn, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười, tôi đây, thực sự không làm được, nhưng chị ấy thì có thể. Nói xong, cô còn bày ra tư thái long trọng hoang nghênh giơ hai tay nhỏ bé hướng về phía mặt di nhiễm dung hoàng phủ ngạn thương bị câu nói của cô dọa sợ cái gì người phụ nữ ở cùng hắn lâu như vậy này làm sao có thể giống người cứu thế chế tạo ra người mặt di nhiễm dung cũng nhìn về phía liên kiều đáy mắt xẹt qua tiên nghi hoặc nhẹ nhàng kéo cô gái đang nhảy nhót kia xuống ghế ngữ điệu giọng nói mang phần trách mắng em gái em đang nói gì đấy làm sao chỉ có thể biến ra một hoàng phủ ngạn tước nữa đây? Cô cũng không khó để nhận thấy vẻ kinh hoảng của hoàng phủ ngạn thương. Thực ra không chỉ mình hắn khiếp sợ, mà ngay cả cô cũng bị nha đầu kia làm phát hoảng. Nha đầu này, đang nói gì đây? Ui cha, chị à, sao chị lại có thể không nghĩ ra cách chứ? Liên Kiều không nghe theo, cô ôm lấy mặt gì, làm nũng nói, chị dùng hàng đầu thuật đi mà, trong hàng đầu thuật nhất định có cách, đúng hay không? Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy vậy, thấp thỏm trong lòng mới buông xuống được. À, đúng vậy, hắn làm sao lại có thể quên điểm này, tuy rằng hắn không hiểu rõ về hàng đầu thuật, nhưng cũng biết trong hàng đầu thuật sẽ phân ra nhiều loại, nói không chừng loại này cũng tồn tại thì sao? Nói như vậy, hắn cảm thấy rất hứng thú nhìn mặt Di một cái. Đây quả thực là chuyện lạ thế giới, à không, hiện tượng chứ. Mặt Di nghe cô nói vậy, lập tức lộ vẻ dở khóc dở cười, cô lắc đầu, em gái, cái này không được phép làm, chỉ có phù thủy người đầy oán linh mới làm như vậy. Chị à, người ta thực sự không có cách nào, nếu là mật mã đơn giản thì không nói, nhưng cái này thì em biết đi chỗ nào lấy dấu vân tay của Hoàng Phủ Ngạn tước chứ. Nếu ngay cả chị cũng không giúp em, em đây thật đáng thương, Liên Kiều không ngừng kêu trên, bắt đầu cứng rắn không được là dở trò nhõng nhẽo. Mặt Di giữ chặt lấy tay cô, mở miệng nói, em gái, cái gì chị cũng có thể đáp ứng em, nhưng duy nhất chuyện này không được, thực sự chị có thể tạo ra người khác, nhưng nếu không phải trường hợp đặc biệt, cả chị và em sẽ phải gánh hậu quả nghiêm trọng. Liên Kiều chu miệng lên, vẻ mặt không cam lòng, vậy làm sao bây giờ? Nghe nói hàng năm tứ đại tài phiệt gặp mặt mất rất nhiều ngày. Sau khi Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe hai người bàn luận về đề tài này, lập tức không có cách nào tiêu hóa nổi, vì thế liền ngắt cuộc nói chuyện giữa họ lại. Từ từ, từ từ, hắn gãi đầu, tôi không có nghe lầm hứa trong hang đầu thuật thật có thể tạo người vừa nãy hắn chỉ đoán thôi không ngờ chuyện đó thực tồn tại Mặt di thầm thở dài một hơi nhẹ nhàng lắc đầu nói hàng đầu thuật xác thực có thể làm được loại này pháp thuật thuộc loại linh hàn thực trang nghiêm khắc mà nói ý nghĩa của nó không phải là tái tạo mà là một loại di dời linh hồn không thể nói là tái tạo chẳng thà nói linh hồn và ký ức hợp vào với nhau thì đúng hơn hoàng phủ ngạn thương nghe đến ngốc trời ạ à, chuyện này, đây quả thực đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc Di nói tiếp, nhưng điều kiện tiên quyết là có thủ lĩnh thi hang và một số thứ lan quang như tóc hoặc là máu, nếu không sẽ không linh nghiệm. Liên Kiều nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp. Sớm biết vậy thì em đã lấy một ít máu của Hoàng Phủ Ngạn tước, ai, bây giờ ngay cả một sợi tóc của anh ta đều không có. Mặc Di nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, em gái cho dù em mang những vật liên quan đến hoàng phủ ngạn tước cũng vô dụng khi nãy chị vừa mới nói loại này chị không thể làm chị à khuôn mặt liên kiều lộ vẻ tuyệt vọng vậy chị nghĩ giúp em cách phá mật mã đi mặc di nghe ép dung thấy tình trạng lo lắng của cô thật sự không đành lòng liền nhẹ giọng nói thật ra biện pháp cũng không phải không có chẳng qua chắc phải phiền hoàng phủ tiên sinh một chút nói xong cô nhìn sang bên hoàng phủ ngạn thương ánh mắt dịu dàng mang theo ý hỏi hoàng phủ ngạn thương nhẹ nhàng cười không biết tôi có thể giúp đỡ cái gì mà liên kiều cũng rất tò mò nhìn mặt di rất đơn giản mặt di nhiễm dung cầm ly trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm tiếp tục nói hoàng phủ gia tộc có cùng huyết mạch cho nên tôi muốn lấy một chút máu của hoàng phủ tiên sinh nhưng mà anh phải chịu một chút đau đớn hoàng phủ ngạn thương nghe thấy vậy không để ý cười cười nói chuyện này có đáng gì đâu tôi không có ý kiến. Cho dù em muốn giết tôi, tôi cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút. Minh, anh này dạy gái quá, dạy rất đáng thương. Trong lòng hắn thầm bổ sung một câu như vậy. Liên Kiều vừa nghe thấy mặt Di nói như vậy, cực kỳ vui vẻ phấn chấn. Chị à, cảm ơn chị. Thật sự không còn cách nào với em, nếu chị không nói biện pháp cho em. Có phải em lại chạy đến trước mặt ông nội tố cáo chị không? Mặt Di nhiễm dung cười cười. Liên Kiều le lưỡi. Cô lập tức kéo mặt Di Nhiễm Dung lại, sau đó sau đó lôi đến bên người Hoàng Phủ Ngạn Thương. Nhanh nha, chị à, chị đối với em là tốt nhất. Có thể là cô quá mức hưng phấn, sức lực cũng hơi mạnh một chút, chỉ thấy cơ thể mặt Di lão đảo, kinh ngạc thở gấp một hơi rồi liền cầu cứu Hoàng Phủ Ngạn Thương. Ngay sau đó, một canh tay có lực đỡ lấy cơ thể cô, ông chặt cô vào trong ngực. Ôi! Liên Kiều thấy mình gặp trắc rối, thật xin lỗi nói, chị, thực xin lỗi mặt di bị vây trong luồng hơi thở nam tính quen thuộc kia khuôn mặt lập tức hồng lên cô vội vàng tránh khỏi ngực anh nhẹ giọng quát lớn em nha đầu nghịch ngợm này luôn động chân động tay thế mà hoàng phủ ngạn thương lại cảm thấy hết sức hài lòng liên kiều này có đôi khi sẽ làm ra một vài chuyện tốt nhiễm dung em định làm như thế nào hắn thấp giọng hỏi cô mặc di nhiễm dung nhìn liên kiều nói em ngoan ngoãn chờ ở trong này cho chị không cho nghịch ngợm có nghe thấy chưa liên kiều ngoan ngoãn gật gật đầu ngay sau đó cô nhìn hoàng phủ ngạn thương nhẹ giọng nói hoàng phủ tiên sinh phiền anh tới phòng ngủ tôi một chút được hoàng phủ ngạn thương đáp ứng trong phòng ngủ mặt di nhiễm dung tràn ngập hương hoa tự nhiên đây là chuyện cô muốn làm nhất mỗi ngày sáng sớm tự mình đi ngắt hoa tươi để đặt trong phòng hơn nửa dưới ánh mắt trời bên hồ này khiến không gian càng ấm áp hơn hoàng phủ tiên sinh mời ngồi mặc di nhiễm dung vừa nói vừa lấy từ trong vali ra một hộp gỗ đàn hương ánh mắt trời chiếu vào lại có thể ngửi thấy mùi đàn hương lượn lờ trong không khí đây là hoàng phủ ngạn thương tò mò mà nhìn hộp hỏi mặc di nhiễm dung thật cẩn thận mở hòm ra chỉ thấy bên trong đặt những vật giống hệt như chiếc kim châm giống như châm cứu mà châm bên dưới được bao gói chỉnh tề đây là châm chuyên dùng để chích máu lấy máu ra phải đặt trên giấy này hoàng phủ ngạn thương lần thứ hai nhìn kỹ hai chân mày chau lại không hiểu cái này dường như rất giống châm cứu. Chỉ có thể nói là tương tự. Mặt di nhiễm dung cười nhẹ, bân quơ nói một câu, bên ngoài thấy chúng nó chính là ngân châm, trên thực tế đã phải trải qua 7749 ngày tinh luyện. Tinh luyện Hoàng phủ ngạn thương nhìn chiếc kim châm có đầu nhọn hoắt kia một cái, so với kim châm thông dụng còn chói mắt hơn, không phải mài tinh tế, mà là vì hấp thu tinh hoa của con người. Mặt di nhiễm dung nhẹ nhàng rút một chiếc châm ra, đưa tới chỗ hoàng phủ ngạn thương nhẹ giọng nói hoàng phủ tiên sinh xin anh cởi bỏ một cúc áo bởi vì tôi muốn lấy đó là máu ở ngực anh hoàng phủ ngạn thương hơi giật mình một chút lập tức cười cười được nói xong không chút do dự cởi cúc áo ra ách mặt di nhiễm dung có chút mất tự nhiên mà chỉ chỉ phải mở hết phần dưới mới lấy được máu a à. hoàng phủ ngạn thương ngẫm lại lập tức cúi xuống chỗ cô bờ môi nhếch lên một cách tà mị như vậy đi em trực tiếp cởi giúp tôi nếu không tôi không biết phải cởi đến chỗ nào mới thích hợp giọng nói trầm thấp như rượu ngon ủ lâu năm thậm chí có một loại mê hoặc thấm đẫm vào lòng người khuôn mặt trắng trẻo của mặt di nhiễm dung nổi lên từng chút đỏ ửng cô không nói gì chỉ rủ mắt xuống giơ tay lên nhẹ nhàng cởi cúc áo cho hắn ngón tay có những móng màu xanh nhạt ngượng ngùng cởi bỏ từng cúc từng cúc một trên áo hắn một pho tượng anh tuấn to lớn hiện ra trước mắt cô da hơi ngâm đen khỏe khoáng cơ bắp cuồn cuộn sức sống. Rung động. Hoàng phủ ngạn thương không hề chớp mắt mà dừng suy nghĩ của người phụ nữ này, thấy cô ngượng ngùng mở to mắt, sau nơi cổ họng bật lên tiếng cười khẽ. Khá lắm cô gái đơn thuần. Mặc di nhiễm dung thực sự ngượng ngùng, cô lớn đến từng này rồi mà đây là lần đầu tiên chủ động cởi áo cho đàn ông, hơn nữa, ánh mắt của hắn vô cùng sùng sả, cũng thật lớn mật. Cái châm này rất nhỏ, cho nên anh sẽ không cảm thấy đau lắm. Cô cúi xuống lấy châm, tận lực không nhìn tới ánh mắt của hắn. Được, lại là một tiếng nói nhỏ, mang theo chút dịu dàng vô cùng dễ nghe. Rung động. Châm nhỏ nhẹ nhàng đâm vào da thịt hoàng phủ ngạn thương, đó cũng không phải châm thường thấy, cho nên sau khi đâm vào, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, lập tức, cô lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, thấm từng chút máu một. Khiến hoàng phủ ngạn thương cảm thấy kỳ lạ lạ, lúc máu thấm lên tờ giấy, miệng vết thương đang chảy máu bỗng ngưng lại không chảy nữa hắn vừa định nói chuyện mặt di nhiễm dung lại mở miệng trước tôi sẽ xử lý vết thôn cho anh nhưng có thể sẽ đau một chút cô nhìn hắn nhẹ giọng nói hoàng phủ ngạn thương cười cười nói chỉ là châm vào thôi ngay miệng vết thương cũng không lớn không cần xử lý mặt di nhiễm dung khẽ lắc đầu anh không hiểu miệng vết thương này của anh bị châm bởi châm được tạo thành bởi thi du min mở người chết nếu không dùng phương pháp giải hang xử lý anh sẽ cô dừng lại ánh mắt có chút mất tự nhiên tôi sẽ như thế nào hoàng phủ ngạn thương áp sát cô bộ dáng muốn nói lại thôi ngay cả giọng nói cũng dịu dàng đến cự hạn mặc di theo bản năng né tránh hơi thở ấm áp của hắn nhẹ giọng nói anh sẽ bị thao túng bởi trung hàn đến lúc đó anh không khống chế nổi lý trí mình mà đi làm một số việc không tưởng nổi hoàng phủ ngạn thương nhếch môi cười hắn nhân tiện nói thực ra tôi hiện tại với Trung Hàn có gì khác nhau? Một câu nói khiến mặt Di Nhiễm Dung có chút nghi hoặc, cô không hiểu được ý tứ trong lời hắn nói, ngược lại giơ tay lật mí mắt hắn lên xem, sau khi xem xong hít từng ngụm khí. Hoàng Phủ Tiên Sinh, anh yên tâm đi, anh hiện tại không có Trung Hàn. Ách! Hoàng Phủ Ngạn Thương không đoán được mình nói thế sẽ khiến cô sinh ra loại hiểu lầm này, nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, hắn thật sự nhịn không được đột nhiên cúi đầu chạm nhẹ lên môi cô, trong ánh mắt kinh ngạc của cô nói. Em thực sự làm tôi muốn không yêu cũng không được. Anh. Mặc di nhiễm dung không nghĩ được hắn xét làm ra hành động thân mật như thế đối với mình, theo bản năng che môi lại, một đôi mắt tím cũng bởi vậy mà trợn lên. Đứa ngốc. Hoàng phủ ngạn thương yêu thương nói, hắn không kìm lòng nổi vương tay khẽ vuốt mái tóc dài của cô, nói, được rồi, không phải em muốn xử lý vết thương cho tôi sao? mặt di nhiễm dung lúc này mới kịp phản ứng cô cắn môi với lấy hộp gỗ từ bên trong lấy ra một viên gì đó rất nhỏ sau đó nhìn về phía hắn anh phải nhẫn nại một chút hoàng phủ ngạn thương không biết cô muốn làm như thế nào nhưng vẫn gật đầu cô nhìn cái người khiến cô mặt đỏ tim đập nhẹ nhàng tới gần gần đến mức trong hô hấp của cô chỉ có hơi thở nam tính của hắn có chút mất tự nhiên nhét viên thuốc vào miệng hắn sau đó cúi đầu xuống môi anh đào nhẹ nhàng hôn lên bờ ngực rộng của hắn cơ bắp da thịt nháy mắt truyền đến cảm giác mềm mại khiến hoàng phủ ngạn thương hít một hơi hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực lông mi thật dài che khuất đôi mắt ngượng ngùng của cô còn đang khẽ rung làm người ta đau lòng dần dần hắn cảm thấy đầu lưỡi cô khẽ liếm lên trên ngực hắn loại hấp dẫn này khiến hắn rung lên ngay sau đó hắn có thể cảm thấy một nơi nào đó của cơ thể đang mãnh liệt kêu gào một loại dục vọng nguyên thủy đang gắt gao chiếm lấy hắn. Nhiễm Dung Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, bàn tay ấm áp khẽ ôm lấy cổ cô, dịu dàng chạm tới da thịt mềm mại. Lúc này, một trận đau đớn truyền khắp thân thể, lại làm hắn càng khó tự chủ hơn, bởi vì loại đau đớn này gợi lên khát vọng vùi sâu trong hắn, hơn nữa mùi hương của phụ nữ này vẫn quanh quẩn, cảm giác này khiến hắn muốn nổ tung. Ngay tại lúc hắn hận không thể đặt cô dưới thân ngay lập tức, mặt di nhiễm dung ngẩng đầu, than nhẹ, nâng mắt lên nhìn lại đôi mắt đầy dục vọng của hắn. Trái tim, thế nhưng mảnh đập mạnh. Cô theo bản năng ôm ngực, nhẹ giọng nói, có thể. Sa cúc khi vừa nói xong, thấy người đàn ông không có phản ứng gì, dừng lại, liền giơ bàn tay nhỏ bé lên muốn đóng cúc áo giùm hắn. Ngay lúc đóng đến viên cuối cùng, tay cô bị Hoàng Phủ ngạn thương nắm chặt, hơi ấm nóng truyền qua cô chạy tới nơi sâu nhất. Hoàng Phủ tiên sinh, anh, buông tay. Mặt Di cảm thấy hô hấp khó khăn. Nhiễm Dung, tôi muốn em yêu tôi. Hoàng Phủ Ngạn Thương bỏ đi dịu dàng khiêm tốn lúc trước, trong giọng nói có sự mạnh mẽ và ra lệnh của người Hoàng Phủ gia tộc, mà bên trong ánh mắt cũng mang theo sự chiếm giữ. Mặt Di Nhiễm Dung quả thực bị vẻ mặt cùng ngôn ngữ của hắn dọa sợ, muốn thoát ra nhưng lại bị một sức mạnh nào đó giữ lấy không cách nào thoát được. Hoàng Phủ tiên sinh, anh buông tay trước được không? Buông tay. Hoàng phủ ngạn thương một tay ông cô vào trong ngực, cúi đầu xuống hít hà hương thơm thuộc về riêng cô, không kìm lòng nổi giọng nói ẩn chứa sự đau đớn và yêu thương. Ngay tại lúc này tôi đã yêu em đến không thuốc chữa, em dạy tôi, để tôi biết như thế nào buông tay. Hắn hô hấp trở nên dồn dập hơn, mà giọng nói càng cường ngạnh. Hoàng phủ tiên sinh. Tôi đã nói với em nhiều lần rồi, không cần gọi tôi là Hoàng phủ tiên sinh, gọi tôi là ngạn thương, ngạn thương. Hoàng Phủ Ngạn Thương sắp bị thái độ như gần như xa này của cô làm phát điên. Hắn thực hy vọng cô gái trước mắt này có thể giống như những người phụ nữ khác cuốn lấy hắn, ngọt ngào gọi tên hắn. Chính là, cô là mặt di nhiễm dung, cô không phải là người phụ nữ khác, đáng chết, cô vì cái gì không thể giống những người phụ nữ khác yêu hắn. Mặt di nhiễm dung trận mắt nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, đôi mắt tím hiện lên nỗi sợ hãi. Đáng chết. Hoàng Phủ Ngạn Thương cảm nhận được sự sợ hãi kia, trong lòng không khỏi phiền não cô làm sao có thể sợ hắn như thế nào có thể nghĩ đến đây hắn rốt cuộc không khống chế được lần thứ hai cúi đầu xuống hôn lên môi anh đào của cô hy vọng dùng dùng sự yêu thương say đắm cùng nhiệt của mình làm tan đi sự sợ hãi kia của cô mặc di nhiễm dung khẽ run hai tay nhỏ bé cũng theo bản năng đặt lên trên ngực cường tráng của hắn hai bàn tay to đặt lên gáy cô khiến cơ thể cô và hắn dính sát với nhau hơn nhiễm dung tôi yêu em thật sự rất yêu em hắn ôn lên hai hàng chân mày nhiêu chặt của cô cánh môi lại hạ xuống nhẹ nhàng dính lên vành tay tinh tế của cô ấm áp liếm lấy a mặc di nhiễm dung nào có từng trải ngay khi loại khí tức ấm áp này bao vây cô không khỏi bật kêu lên cơ thể nhỏ bé cũng run rẩy theo bản năng loại cảm giác này vô cùng xa lạ nhưng cơ thể lại sinh ra loạt phản ứng khiến người ta sợ hãi đây là có chuyện gì nhiễm dung giọng nói năm tính trầm thấp vang bên tai cô mang theo đau đớn khiến người ta đau lòng ngay sau đó khuôn mặt đầy kinh hoảng bị hắn nâng lên bối rối nhìn lại con ngươi đen nhánh khiến lòng cô nhiễu loạn giờ này phút này ánh mắt ôn tồn kia lại khiến người ta hỗn loạn cô mấp máy môi nhưng không biết nên nói cái gì hoàng phủ ngạn thương giặt trán hắn sát trán cô dùng giọng nói mệnh lệnh mang theo sư cầu khẩn nói với cô nhiễm dung nói yêu tôi nói với tôi một câu em yêu tôi. Tôi. Cánh môi của mặt di nhiễm dung khẽ run, giống con bướm hốt hoảng mà rơi xuống, câu nói này của hắn đã cắm rễ trong lòng cô. Nhiễm dung. Hoàng phủ ngạn thương nắm lấy cánh tay cô, sau đó kéo lại đặt lên ngực mình, ánh mắt âm u mang theo nghiêm túc cực độ. Chẳng lẽ muốn em yêu tôi lại khó khăn như vậy sao? Chẳng lẽ em không cảm giác chỗ này của tôi đang đau sao? Mặt di nhiễm dung hoàn toàn khiếp sợ, cô trợn mắt nhìn hắn, lòng bàn tay cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn từng nhịp từng nhịp gần như đánh gục cô tôi cô cảm thấy một loại bất lực cực độ đang ngự trị trong cơ thể mình trong lúc này một tiếng thét truyền tới cắt ngang tình trạng giằng co của hai người đúng là em gái mặc di nhiễm dung nhận ra tiếng thét kia bất lực vốn có kia hoàn toàn mất đi chỉ còn lại khiếp sợ ngay cả hoàng phủ ngạn thương cũng nghe ra hơi nhíu mày một chút xảy ra chuyện gì mặt di nhiễm dung không nói lời nào nhân lúc hắn lơi lỏng lập tức tránh ra mở cửa chạy xuống dưới lầu mà hoàng phủ ngạn thương cũng căng thẳng chạy theo sau trên bàn trong phòng khách chính rơi một lá bài ta rốt một tấm bài màu tím này lộ ra ánh sáng quỷ dị lạ thường em gái khi mặt di nhiễm dung nhìn thấy một màn này hơi giật mình hỏi này đây là có chuyện gì nó làm thế nào lại có thể lật lá bài ta rốt của mình sắc mặt liên kiều hơi khó coi giống như vừa bị dọa sợ Cô chỉ lên bàn trà, giọng nói run rẩy. Chị, những, những lá bài ta rốt trên bàn đó, chúng nó, chúng nó. Cô lại không thể nói được, đôi mắt tím lộ ra vẻ sợ hãi. Hoàng phủ ngạn thương chạy theo cũng không đoán được Liên Kiều có biểu tình như vậy. Hắn theo bản năng nhìn lá bài rơi trên bàn, lại phát hiện những lá bài ta rốt đều là hướng lên trên, nhìn không ra nội dung bên trong. Mặc di nhiễm dung cũng hiểu được, dù sao chuyện khiến Liên Kiều sợ hãi cũng không nhiều lắm, cô đi lên trước nhẹ nhàng nhặt một lá bài lật lên sau khi mở ra bình tĩnh vốn có trên khuôn mặt bỗng trở nên kinh ngạc đây làm sao có thể cô khẽ lẩm bẩm mà ngay cả giọng nói cũng trở nên mất tự nhiên xảy ra chuyện gì hoàng phủ ngạn thương đi lên trước vẻ mặt của cô khiến hắn cảm thấy rất lạ mặt di nhiễm dung đưa lá bài kỳ quái trong tay cho hoàng phủ ngạn thương ngay sau đó cô không người nhặt một lá khác rơi trên mặt đất Hoàng phủ Ngạn Thương nghi ngờ lật mặt lá bài trong tay lên, vô cùng ngạc nhiên một lá bài vốn rất sạch sẽ bỗng hiện lên một vệt máu, những lá bài kia cũng như vậy. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhíu mày nói. Lúc này, mặt Di Nhiễm Dung khẽ nói, không đơn giản là một lá này, toàn bộ an cơ, error kia 22 tấm đều xuất hiện vệt máu. Hoàng phủ Ngạn Thương càng nghi hoặc. Hiện tượng này nói lên điều gì? Người luôn tôn sùng khoa học như hắn sau khi tiếp xúc với mặt di một thời gian Xảy ra rất nhiều chuyện khoa học cũng khó chứng minh Cho nên hiện tại không có gì hắn không tin Mặt di nhiễm dung trầm tư một chút Cô xoay người nhìn về phía liền kiều đang ngồi ngay ngốc Khẽ hỏi Em gái, em phải nói chuyện với chị một chút Đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì Bài Taro khi nào thì bắt đầu xuất hiện tình trạng này Liên Kiều nuốt nước miếng Điều chỉnh cảm xúc một chút rồi nói Vừa nãy em chán quá sau đó nhìn thấy bộ bài ta rốt của chị đột nhiên nghĩ đến chị đã từng dạy em kỳ niên trận pháp cho nên muốn luyện tập một chút chỉ là không nghĩ tới khi em hoàn thành xong trận pháp lật lá bài lên thì đều thấy hiện tượng này nói tới đây cô vẫn hơi hoảng hốt nhìn lá bài trên trai hoàng phủ ngạn thương mặc di nhiễm dung giật mình ý em nói là bài ta chưa bày trận ở phía trước là bình thường vâng ạ à. liên kiều ngoan ngoãn đáp lại chị à có phải sẽ xảy ra chuyện gì không? Đến bây giờ em chưa có thấy qua bài ta rốt lại chảy máu. Mặc di nhiễm dung vơ hơn 20 lá bài vào trong tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên trên thân bài, cô không nói gì, chỉ bắt đầu xếp bài lần nữa, sau đó yên lặng bắt đầu bày trận pháp mà Liên Kiều không hiểu. Nửa tiếng sau, khi cô lật lá bài lên lần thứ hai, Hoàng Phủ Ngạn Thương và Liên Kiều đều kinh hãi phát hiện 20 lá bài này đều khôi phục lại bình thường. Này, chị! Liên Kiều thực sự bị dọa lần thứ hai, cô chỉ vào mấy lá bài, giống như nhìn thấy quỷ. Mặt di nhiễm dung khẽ thở dài một hơi, ngồi trên ghế sa lông, giải thích, em gái, đây không phải là bài taro đổ máu, mà là một loại dấu hiệu. Dấu hiệu, Liên Kiều hỏi lại, không rõ ý tứ trong đó. Mà Hoàng Phủ Ngạn Thương ở một bên hỏi, có phải sẽ xảy ra chuyện gì đó quan trọng không? Khuôn mặt mặt di nhiễm dung nghiêm trọng gật đầu, cô nhìn hắn, còn nhớ rõ xác nguyên hình kia không? Đương nhiên, Hoàng Phủ Ngạn Thương gật đầu nói, án mạng kia không thể nào kết thúc được. Tất nhiên không thể kết, dù sao không phải là sức người gây nên, cho dù anh biết rõ chân tướng sự việc, thì làm sao có thể giải thích với bọn họ được, giọng nói của mặt di nhiễm dung rất nhẹ, đem chuyện kinh khủng trận người đó nói ra rất nhẹ nhàng. Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng ngồi xuống, hỏi, ý em là, sắp xảy ra chuyện có liên quan tới xác nguyên hình mặt di trầm tư một chút, nói cho đúng, không phải cùng sát nguyên hình có liên quan, tôi nghi ngờ, sắp xuất sát nguyên hình thứ hai. a, à, da đầu của Hoàng Phủ Ngạn thương giật giật, tại sao có thể như vậy? Mặt di nhiễm dung dơ lá bài trong tay lên, kiên nhẫn giải thích. Tuy rằng rất nhiều người không thể tin nổi, nhưng bài taro thật sự tồn tại linh tính, nhất là trong tay chim bạc sư, nó liền trở thành một thứ rất quan trọng mà bài tarot cũng sẽ tạo ra một dấu hiệu cảnh cáo ngay thời điểm mấu chốt nhất, sẽ xuất hiện dấu hiệu cực khác biệt. Em gái khi nãy mới bày kỳ niên trận pháp, trận pháp này chuyên dùng để bói những việc kỳ lạ xảy ra trong tương lai, chỗ sử dụng của nó cũng chính là 20 lá bài này, cho nên mọi người mới có thể nhìn thấy tình trạng vừa rồi, có thể nói là một lần em ấy lầm lỡ lại khiến bài tarot phát huy tác dụng. Sẽ xảy ra chuyện gì? Hoàng Phủ Ngạn Thương vội vàng hỏi. Mặt di nhiễm dung khẽ thở dài một hơi Đấy mắt lộ ra vẻ bất an Nhẹ nhàng nói Không liên quan tới gián đầu thuật Cho tới nay tôi đều tìm thủ lĩnh gián đầu Đáng tiếc luôn phí công Ủa nhiên người này rất thông thạo hàng đầu thuật Như khi trước tôi nói ti chỉ tính được nó có liên quan tới tứ đại tài phiệt Nhưng người hoặc việc cụ thể Thậm chí mắt tôi không cách nào biết trước Liên Kiều vừa nghe thấy thế Cô cũng ngồi ngay xuống Chị, chúng ta nên làm như thế nào đây? chẳng lẽ để cho người kia làm sằng làm bậy mặt di nhiễm dung nghe thấy vậy nở nụ cười thản nhiên em gái không phải chúng ta mà là chị chuyện này không có liên quan đến em cho nên em không cần nhúng tay vào chị nghe chị nói mặt di nhiễm dung không không để cho cô một con đường sống gọn gàng ngắt lời cô lập tức đưa một bộ dụng cụ tinh xảo cho liên kiều giữ lấy cái này thật tốt liên kiều nghi ngờ nhìn bộ dụng cụ thủy tinh nhìn mãi không hiểu nói đây là cái gì giữ nó thật tốt cái này có thể giúp em phá mật mã vân tay ở phòng vũ khí mặc di nhiễm dung cười cười thật sao liên kiều nghe thấy vậy vô cùng hưng phấn đứng vụt lên cô nhảy dựng từ ghế sa lông hoa chân múa tay vui sướng chị chị làm như thế nào vậy cái này thực sự có thể mở được phòng vũ khí sao hoàng phủ ngạn thương cũng tò mò nhìn mặc di mặc di nhẹ nhàng gật đầu một cái giải thích đây dùng máu dán đầu chính là khi này chị lấy máu trên người hoàng phủ tiên sinh bởi vì hai người bọn họ có quan hệ huyết thống cho nên tự nhiên sẽ có dna giống nhau lại sử dụng hàng đầu thuật cho nên có thể chuyển thành một năng lượng phá giải dấu vân tay em nhất định phải giữ thật tốt chưa về tới nhà không được mở nếu không sẽ mất đi hiệu lực liên kiều nhìn bình nhỏ trong tay cẩn thận gật đầu em gái mật mã vân tay chị đã giúp em phá con số mật mã phải dựa vào chính em khuôn mặt mặt di nhiễm dung lộ vẽ triều mến nhìn Liên Kiều, khẽ nói. Đó là đương nhiên, phá giả dãy số mật mã em là số một mà, Liên Kiều vừa nghe, lại bắt đầu vẽ mặt rồng bay phượng múa. Hoàng Phủ ngạn thương ở một bên nghe đến mấy câu này đều há hốc mồm, trời ạ, à, hai người phụ nữ trước mặt này có thể trên cả đặc công, lại có thể dùng cách này để phá giải mật mã, hôm nay thật sự khiến hắn nhìn thấy chuyện lạ đời nhất. Được, cách phá giải mật mã chị đã nghĩ giúp em, nhanh về đi nếu không bác trai bác gái sẽ lo lắng, Mặc di nhiễm dung nhẹ vỗ bả vai cô nói. Không cần. Liên Kiều hiện tại không chịu rời khỏi dựa vào người cô nói, bây giờ chị gặp trắc rối, em không thể rời khỏi chị được. Đứa ngốc. Mặc di nhiễm dung cảm thấy một trận uất ức, cô vương tay chọc vào khuôn mặt Liên Kiều, chỉ sẽ không có việc gì, chuyện sắp xảy ra cũng gây tổn thương gì cho chị, yên tâm đi, lại nói, nếu em ở bên cạnh chị sẽ bị phân tâm. Chính là... Liên Kiều. Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Thương mở miệng cắt ngang lời cô, cô yên tâm về Hoàng Phủ đi, chị cô tôi sẽ chiếu cố tốt. Liên Kiều nhướng mi, nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương rất lâu, dường như tinh tế đánh giá ý tứ trong lời nói của hắn. Ánh mắt màu tím không ngừng chuyển động tỉ mỉ di chuyển trên người hắn, nhưng trong lòng hắn lại hoảng sợ. Hắn nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ ánh lên trong đôi mắt tím, mặt di giật mình nhìn người đàn ông bên cạnh, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng lơi lỏng khóe môi, Hoàng Phủ Tiên Sinh, chuyện này tôi nghĩ, anh cũng không muốn nhúng tay. Giữa chân mày của Hoàng Phủ Ngạn Thương lộ ra vẻ không vui, quả nhiên hắn thực không vừa lòng với câu nói vừa rồi của cô. Ngồi ở bên cạnh cô, không né tránh ánh mắt của Liên Kiều, con người đen tràn đầy nghiêm túc nhìn cô, nhiễm dung, em là người phụ nữ duy nhất mà đời này tôi muốn chăm sóc, cho nên không cần đẩy tôi ra xa quá, được không? mặt di nhiễm dung không đoán được rằng hắn lại to gan và trực tiếp như vậy hai má nổi vận màu hồng phấn thu lại tầm mắt nhíu mày lại lại không nói gì thêm giống như đang tự hỏi mà liên kiều dùng vẻ mặt tò mò nhìn hoàng phủ ngạn thương sau đó lại quay đầu nhìn mặt di em gái em nhìn cái gì đấy mặt di bị liên kiều nhìn cũng không thoải mái cô thấp giọng quát liên kiều le lưỡi em với anh ta đang chờ chị trả lời đấy trả lời cái gì mặt di nhiễm dung nhẹ giọng oán trách như khuôn mặt nổi rặng mây đỏ như quỳnh ngọc như giải cầu vòng vụt thoáng phía chân trời trong lòng nhớ lại kỷ niệm cũ chính là chuyện khi nãy anh ta hỏi chị chị còn chưa trả lời người ta đâu đấy liên kiều một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng không chút nào có đem mặt di mất tự nhiên biểu tình xem ở trong mắt bầu không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ nửa phút sau mặt di nhiễm dung ngẩng đầu nhìn hoàng phủ ngạn thương nhẹ giọng nói hoàng phủ tiên sinh không phải tôi muốn đẩy anh ra xa, mà là chuyện sắp xảy ra có liên quan đến hàng đầu thuật, cho dù anh có tham gia cũng không làm được việc gì." Hoàng phủ Ngạn Thương nghe cô nói vậy vội lắc đầu, hắn kéo tay cô qua, nhẹ nhàng nói: "Em không được quên, tôi là bác sĩ khám nghiệm tử thi, vụ án sát nguyên hình cho dù tôi muốn trốn cũng không có cách nào, cho nên chuyện này quan hệ rất mật thiết tới tôi." "Anh." Lời hắn nói khiến mặt Di Nhiễm Dung không khỏi nhíu mày lại anh hoàn toàn có thể mặc kệ không hỏi tới, cần gì phải tự tìm phiền toái. Tất cả đều bởi vì em, vì em tồn tại, cho nên tôi không thể không đi theo em, cho dù phía trước có là vực sâu núi thẳm, tôi cũng không chối từ." Hoàng phủ ngạn thương không chút do dự nói, giọng nói trầm ổn mà có lực. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt mặt Di Nhiễm Dung, nhưng ngay sau đó lại là biểu cảm lạnh nhạt vốn có. Ba ba ba. Ngay tại thời khắc lãng mạn như thế, ngoài ý muốn vang lên tiếng vỗ tay của liên kiều khiến ánh mắt hai người nọ nhìn về chính mình wow khám nghiệm tử thi anh với hoàng phủ ngạn tước thật sự là hai anh em sao làm sao anh có thể lãng mạn như vậy lại còn nói ra những lời khiến người khác cảm động nữa hoàng phủ ngạn tước sẽ không như vậy cho tới giờ tôi vẫn chưa từng nghe anh ta nói lời dễ nghe như thế hoàng phủ ngạn thương im lặng không nói gì mà mặc di nhiễm dung thì mất tự nhiên đứng dậy nói được rồi cái cần tìm cũng đã tìm rồi, nhanh về Hoàng Phủ đi, chẳng lẽ em không muốn anh ta nhanh chóng trở về chút sao? Liên Kiều nhìn lọ thủy tinh trong tay, mạnh mẽ gật đầu, chị, vậy chị nhất định phải yên tâm làm việc đó, đừng làm em lo lắng. Nói xong, vẫn quyến luyến không rời ông lấy mặt di nhiễm dung, sau đó lập tức trở nên rất hiểu chuyện rời khỏi. Mặt di quốc ức một trận, cô thế nào lại không rõ lo lắng của Liên Kiều đối với mình đây? nhà đầu này tuy rằng bình thường nhìn qua không tim không phổi hơn nữa thích trêu cật người khác nhưng nó chính là một đứa bé thiện lương hơn nữa đối với người quan trọng nhất với nó nó sẽ biểu hiện ra sự quan tâm và quyến luyến như khi nãy yên tâm đi em gái chị sẽ không sao đâu cô vương tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng liên kiều giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng tuy rằng nói như vậy sự lo lắng vẫn hiện lên trên đôi mày cô liên kiều không thấy được nhưng hoàng phủ ngạn thương đứng bên cạnh vẫn quan tâm nhìn cô đã nhận ra đêm yên tĩnh toàn bộ hoàng phủ đều bị bao phủ bởi bóng đêm đột nhiên một hình bóng bé nhỏ xuất hiện làm khuấy đảo màn đêm yên tĩnh sau khi bóng người đi vào phòng khách khẽ thở dài đặt mông ngồi xuống ghế sa lông hô mình lại đang làm cái gì nhỉ sao lại giống như tên trộm thật sự là xâm nhập vào trong biệt thự không phải ai khác chính là liên kiều bởi vì hoàng phủ ngạn tước bây giờ không ở hoàng phủ, cho nên cô cũng không dám một mình ở trong khu biệt thự to như vậy, mà sớm chạy tới khu biệt thự chính, nhưng tối nay vì phải tìm được truy ảnh nên cô lại chạy về đây. Xung quanh thật yên tĩnh, tĩnh đến mức khiến Liên Kiều có chút mất tự nhiên, cô theo bản năng mà ho khan một tiếng, lập tức truyền tới một luồng âm thanh vất vưởng. Đem toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng của biệt thự mở lên, ánh sáng lập tức tràn ngập đáy mắt cô, ánh sáng tự nhiên lan tỏa ra không gian cũng tiện cho hành động của cô phòng vũ khí phòng vũ khí liên kiều dường như đi từng tầng từng phòng một hai mắt cũng mở thật to sợ bỏ qua ngóc ngách nào đó thời gian từng giây từng phút trôi qua trên trán liên kiều trên mồ hôi ngày càng nhiều lúc này đã sắp sáng cô bực mình ngồi xuống bàn tay nhỏ bé không ngừng phe phẩy làm cái gì chỉ một mình mình đi hết cả khu biệt thự lớn như vậy tìm phòng vũ khí thật không dễ dàng Cô ngồi một bên không ngừng than vãn oán hận. Thật sự là không tìm không biết, một khi đã tìm được thì thực sự giật mình, thì ra khu biệt thự này lại lớn như vậy, phòng nhiều như vậy. Hoàng phủ ngạn tức đáng chết, Liên Kiều tức giận giơ tay chụp lên cánh cửa gần đó, tôi không tin phòng vũ khí đó nó có chân chạy mất như vậy. Cho dù cả đêm tôi không ngủ cũng phải tìm ra nó. Nói xong, cô theo bản năng quay người lại, khi nhìn thấy cấu tạo của căn phòng, tức giận ban đầu bỗng nhiên được thắp sáng. Wow, cô hứng phấn hoang hô, cùng lúc đó cô nhớ lại khi trước mình đã học một câu ngạn ngữ Trung Quốc, thì phải là đạp phá thiết hại vô mịch sử, đến khi gặp được lại chẳng tốn công. Mật mã được bài trí một cách chuyên nghiệp khiến cô cảm nhận được hiện tại mình đang đứng trước phòng vũ khí. Liên Kiều nhẹ nhàng vặn tay cầm cánh cửa ra, lại phát hiện của này quả nhiên khó mở, cô cẩn thận quan sát mật mã cạnh cánh cửa, chỉ thấy này mật mã đúng như Hoàng Phủ Ngạn Thương nói, mật mã được thiết lập với công nghệ tiên tiến nhất, cần có một tổ hợp để phá giải, quan trọng hơn là yêu cầu kiểm nghiệm mật mã được mặc định là dấu vân tay. May mắn lần này cô sớm có chuẩn bị, phải cảm ơn chị họ mới được, nếu không lần này cô sẽ chẳng làm ra trò gì. Nghĩ đến đây, cô hắc hắc cười trộm, giống như con chuột vui vẻ khi ăn vụng được gạo, trong lòng lại có một chút hứng thú thám hiểm, không biết mở cánh cửa này ra bên trong sẽ là cái gì, phòng vũ khí. Nghe đến tên cũng rất bá đạo liên kiều đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt trên màn hình điện tử cô không hành động mù quáng chỉ thấy cô nhắm mắt lại giống như đang suy nghĩ cái gì đó nửa ngày sau mới từ từ mở mắt mắt tím lóe ra ánh sáng hoàng phủ ngạn tước ơi là hoàng phủ ngạn tước cái con người này thật đúng là buồn cười dãy mật mã này cũng chỉ có thể ngăn được những người bình thường nhưng đối với liên kiều này thì không là trở ngại ha ha bởi vì tôi chính là thiên tài tiếng cười khanh khách truyền từ cổ họng cô ra ngay cả hai mắt cũng híp lại. Cực kỳ ung dung bấm một dãy mật mã phức tạp, cô vừa lòng nhìn cánh cửa trắng thứ nhất bị mở ra, ngay sau đó, màn hình xuất hiện yêu cầu xác nhận dấu vân tay. Liên Kiều thật cẩn thận lấy lọ thủy tinh trong túi đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, sau đó rất nhanh đeo bao tay bằng cao su vào. Lọ thủy tinh được mở ra. "Hả? Tại sao lại như thế này?" Cô nghi ngờ nhìn nắp lọ, chỉ thấy sau khi mở ra tờ giấy vốn nên ở bên trong đã không thấy đâu, chỉ còn lại có một hợp thể mà xanh lam. Liên Kiều không khỏi ảo não, cô dường như đã quên hỏi chị họ cái này nên sử dụng ra sao, ngay lúc cô cầm cái nắp lọ, cho rằng trực tiếp đem tờ giấy đó ra là có thể, nhưng hiện tại thì tốt rồi, ngay cả mảnh tro cũng không có. Trong lúc cô thở dài, hiện tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Chỉ thấy hợp thể màu lam trong bình kia giống như được người ta đưa lối, chậm rãi bay ra khỏi lọ, sau đó liên kiều kinh ngạc nhìn chăm chú xuống bản điện tử yêu cầu mật mã kia vốn là chỗ xác nhận dấu vân tay hiện tại bị đám khí màu lam chiếm mất cái này thật thần kỳ ngay lúc liên kiều muốn thăm dò kỹ hơn lại kinh ngạc nhìn thấy biểu tượng trên màn hình điện tử vân tay trùng khớp ngay sau đó bên tai liền truyền đến tiếng lập bột là âm thanh mở cửa phòng liên kiều há hốc mồm tuy nói cô có khác người bình thường một chút nhưng đó cũng vì cô gặp qua nhiều chuyện kỳ lạ bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy chốt cửa cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra chị à chị thật tốt quá liên kiều âm thầm sung bái mặt di nhiễm dung trong lòng một hồi trong phòng thật tối hơn nửa độ ấm so với bên ngoài còn thấp hơn ngay lúc liên kiều bước vào phòng này giống như thoáng cái đã đi vào rừng rậm như thế này làm sao có thể tìm thấy truy ảnh đây gần như sờ soạn mới mở được chốt ánh sáng phía trước vụt ra Mắt Liên Kiều cũng trận to. Trời ạ! À, đây là phòng sao? Cô sợ tới mức thiếu chút nữa lập ngã gục trên mặt đất, chỉ thấy phòng này độ cao gần giống như biệt tự. Thì ra, đây là một căn phòng được thiết kế không gian đặc biệt, cầu thang xoay trong ở giữa khiến người ta có thể thấy rõ từng góc. Không gian này lại được thiết kế khác biệt ngang cách với bên ngoài, từng ngăn đựng vũ khí cũng khiến Liên Kiều trận mắt khá hốc mồm. Trời ạ! À, liên Kiều gần như muốn khóc nhiều vũ khí như vậy cô làm thế nào để tìm được truy ảnh đây sớm biết vậy đã đem hoàng phủ anh kéo đến chỉ có cô ta mới biết truy ảnh có hình dạng như thế nào xem thế này được muốn cô trong một đống vũ khí như vậy tìm một thanh phi đao cái này quả thực là tìm kim trong bể làm như thế nào đây điều anh hoàn toàn đánh nát tưởng tượng ban đầu của cô trước khi bước vào cô cho rằng chỉ là một phòng mà thôi cho dù có nhiều vũ khí đến đâu cũng rất nhanh có thể tìm được đến nhưng Cô tuyệt không ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước có thể sưu tầm nhiều vũ khí như vậy, mà chỗ này thật quá rộng lớn. Ai? Liên Kiều vứt túi xuống đất, vẻ mặt quể oải cùng bất đắc dĩ, nếu tìm từng chút một, chỉ sợ đến ngày Hoàng Phủ Ngạn Tước trở về mà cô vẫn chưa tìm được. Nhưng mà không tìm không được. Liên Kiều theo bản năng đánh giá những vũ khí xung quanh, ai? Nói thật, nhiều vũ khí như vậy có nhiều cái cô không biết tên, rất nhiều cái cũng chưa từng thấy qua. Từ từ, cô bật dậy đi tới chỗ đó có thể được cứu rồi bởi vì trong lúc vô tình cô phát hiện thì ra phòng vũ khí này cũng sắp xếp theo loại súng ống đạn dược vũ khí hạng nặng vũ khí nhẹ thậm chí thanh đao nhỏ cũng được phân chia rõ ràng liên kiều đột nhiên nhìn thấy hy vọng truy ảnh là phi đao chứ cô nên tìm từ chỗ phi đao nghĩ đến đây cô hưng phấn đi lại cô thực sự rất thông minh như thế nào có thể thông minh như vậy ngay cả chính cô cũng sùng bái chính mình liên kiều bắt đầu chân chính thảm thức tìm tòi một tầng lại một tầng ngay cả một chút dấu hiệu mệt mỏi đều không có chỗ vũ khí này gần như khiến cô hoa mắt mỗi loại vũ khí đều tản ra hàng quan cô rốt cục biết tại sao nhiệt độ chỗ này lại thấp như vậy ngay tại lúc cô đi tới tầng thứ tư kinh hô một tiếng nơi này đều đều bày toàn phi đao trời ạ à, chỉ là phi đao mà thôi thế nhưng lại có nhiều chủng loại cùng hình thức như vậy cô dùng tay che miệng nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy nó cô nhất định sẽ cho rằng phi đao trên thế giới chỉ có một loại đều là một hình dạng mà thôi truy ảnh truy ảnh rốt cuộc ở nơi nào đây liên kiều ngốc nửa ngày nơi này toàn bộ đều là phi đao kêu cô làm thế nào để tìm hơn nữa cô cũng nhìn thấy rất nhiều thanh được khảm bảo thạch chẳng lẽ là hoàng phủ ngạn tước phòng trộm cố ý tạo ra mấy thanh giống nhau nghĩ đến cũng không có khả năng Vũ khí chỗ này có ngàn vạn, thanh đao quý với vũ khí hạng nặng đếm không kể xiết, Hoàng Phủ Ngạn Tước hoàn toàn không cần vì một thanh phi đao mà làm như vậy. Minh, cũng chưa chắc đâu chị ạ. À. Nhưng mà dựa theo cách miêu tả của Hoàng Phủ Ngạn Thương, truy ảnh là vũ khí thường thừa, nhưng ít nhất nó chính là thanh phi đao mà Hoàng Phủ Ngạn Tước thích nhất. Một khi đã như vậy, thanh truy ảnh kia nhất định là được đặt ở một vị trí đặc biệt, hoặc được cất giữ cẩn thận. Ừm. Liên Kiều ra sức gật đầu dựa theo sự suy luận này truy ảnh kia nhất định không có bên trong khu này mang theo quyết tâm nhất định tìm được cô giơ tay lên lau mồ hôi trên trán lần nữa dọc theo tay vịn đi sâu vào bên trong kim đồng hồ dần dần dừng trên con số 3 giờ rạng sáng trải qua một lúc tìm kiếm sau liên kiều dường như sắp tuyệt vọng cho dù cô đứng ở tầng chưa phi đau này vẫn không thể nào tìm được cái nào mà cô cho rằng đó là truy ảnh ai cô dựa người trên vách tường cắn cắn môi Hạ quyết tâm đi sâu vào bên trong. Ngọn đèn thủy tinh chiếu sáng tất cả mọi thứ trước mặt. Bỗng nhiên thay đổi, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Biết là sẽ như vậy, bởi ngọn đèn có tác dụng chiếu sáng, chỉ thấy cách chỗ cô đứng không xa có một khung thủy tinh làm thành tường trắng, đèn thủy tinh trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống bề mặt ngăn cách, lại tản ra ánh sáng rực rỡ chói lòa, trong hầm độ có một thanh phi đao cũng phát ra ánh sáng tương tự. Trời ạ, à! liên kiều giống như là nhìn đến thiên hạ kỳ quan giống như sững sờ ở tại chỗ trong lúc nhất thời nàng thế nhưng quên đi lên trước mà là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt hết thảy này truy ảnh cái này nhất định chính là truy ảnh một lúc lâu cô mới kịp phản ứng sau khi thét lên một tiếng vội chạy tới xuyên qua thủy tinh trong suốt chính là một thanh phi đao thật to độ cao của bệ đứng thật hiển nhiên tương xứng với chiều cao của hoàng phủ ngạn tước cho nên đối với với liên kiều dù gì thì cũng có chút khó khăn bởi vậy cô chỉ có thể ngửa đầu nhìn thanh truy ảnh trong truyền thuyết này thật đẹp liên kiều không thể không tán thưởng nói chỉ thấy cái chui của thanh phi đao này được làm bằng chất liệu gỗ khác hẳn so với những phi đao khác bề ngoài sắc bén nhưng tản ra khí lạnh khiến người ta rét ruông đúng vậy là sắc nhọn cho dù cách tắm thủy tinh cô cũng không khó cảm thụ được lực lượng độc đáo này cô không biết cái này dùng nguyên liệu gì để tạo thành chính là dự cảm thanh phi đao này không gì có thể địch nổi nó chính là loại sức mạnh như hoàng phủ ngạn thương miêu tả mà bắt mắt nhất là ánh sáng phát ra từ viên bảo thạch trên thân đao đây là một khối bảo thạch màu lam sâu như biển nhưng do có anh đèn chiếu vào nên thân đao phát ra những ánh sáng kỳ lạ cuối cùng các các ánh sáng kỳ lạ đó tập trung lại một chỗ chiếu lên vách tường một luồng áng xanh thẳm truy ảnh mi thật xinh đẹp bàn tay nhỏ bé của liên kiều nhẹ nhàng chạm lên trên tấm thủy tinh giống như đang khẽ vuốt truy ảnh cô không thể không thừa nhận bản thân đã bị nó chinh phục tuy rằng cô không biết phi đao cũng không hiểu nó một lúc sau ánh mắt cô dần biến đổi không được cô không thể cứ đứng nhìn nó mãi thế được truy ảnh nhất định phải rơi vào tay cô nhưng làm thế nào để lấy nó ra được đây chỉ có mỗi tầng thủy tinh dày này thôi nhưng cũng rất phiền kiết này cũng không giống cấu tạo thủy tinh thông thường dù có đập nó cũng không bể nhưng mà nhất định là có chỗ có thể mở ra, nếu không hoàng phủ ngạn tước làm sao lấy ra được. Nghĩ đến đây, Liên Kiều cảm thấy suy đoán của mình cực kỳ có lý, vì thế liền kiển mũi chân, tỉ mỉ mà quan sát, rốt cục trời không phụ người có lòng, vừa qua một phút cô rốt cục đã phát hiện một chỗ hở mà phải quan sát kỹ mới thấy được. Nàng thoải mái mà cười, nhưng lập tức liền cau mày, cho dù tìm được khe hở nhưng dường như cũng không mở nổi ra, có phải có cơ quan bí mật nào ở đây không? Hừ, cô vẫn nên chọn sức mạnh đi luôn không có xíu kiệu đựng như cô thì lúc này đã đến cực hạn vì thế liền cầm lấy một thanh đao mà bản thân cô thấy chắc chắn lập tức đâm vào khe hở mũi đao cùng thủy tinh tiếp xúc tạo ra âm thanh chói tai nhưng không thể ngăn cản ý muốn mở ra của liên kiều trải qua một hồi cố gắng cô rốt cục nghe được một tiếng kiên tấm thủy tinh ngăn cách rốt cục cũng bị bị cô mạnh mẽ cậy mở hô liên kiều hoang hô chỉ kém nước hương phấn kiêu vũ tại chỗ ngay sau đó cô nhanh chóng cầm lấy truy ảnh a à, truy ảnh ta đến mi cũng biết ta tìm mi vất vả đến mức nào càng gần thanh đao này càng có cảm giác sắc bén mạnh mẽ cô còn chưa đụng đến thân đao khí lạnh đã chạm tới từng đầu ngón tay cô rồi thân đao rất nặng loại này chính là loại kim khí có sức nặng nhất liên kiều thật cẩn thận mang nó ra mới phát hiện bản thân phải dùng hai tay đỡ nó mới được truy ảnh không chỉ có tên dễ nghe thì ra bản thân nó cũng mê người như vậy chẳng trách hoàng phủ ngạn tước coi nó như bảo bối nhưng mà rốt cuộc nó được làm từ nguyên liệu gì chẳng lẽ giống như lời hoàng phủ ngạn thương và hoàng phủ anh nói không gì địch nổi cứng cỏi vô cùng sao liên kiều vừa cẩn thận nhìn hai hang mày nhíu lại không hiểu thật giả nhưng viên ngọc trên thân đao quả thực rất hiếm có à người trong vương thất cô hiểu được những viên ngọc quý hiếm có hình dáng màu sắc như thế nào thanh đao này khiến người ta yêu thích không buông chính là tò mò trong lòng liên kiều lại bắt đầu rục rịch chẳng lẽ thanh phi đao này cứng rắn như vậy không có cách nào bẻ gãy hoặc hư hao hay sao nghĩ đến đây cô nhíu mày lại chẳng được bao lâu trước mắt bỗng nhiên sáng ngời đúng cô vừa mới nghĩ ra một chỗ để làm hỏng thanh đao này không biết thanh đao này có qua được thử thách hay không liên kiều càng nghĩ càng hưng phấn đúng cô nhất định phải thử mới được nếu như ngay cả nơi được xưng là phá hủy vũ khí kia không làm gì được nó, cô nhất định phải lấy làm của riêng, ha ha. Minh, chị thật là hiểm. Đêm dài sao sáng, trong bóng đêm bao phủ tất cả chuyện xảy ra, ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên mặt Liên Kiều, cùng với tiếng thét chói tai của cô mà bị dập tắt. Không biết qua bao lâu, trời dần sáng, cơ thể dựa vào cánh của di động một chút, cô nhìn phi đao trong tay, biểu môi, sau đó cầm lên bắt đầu hành động. Này Hoàng phủ ngạn tức, cái kia, ừm, cái kia tôi không cẩn thận làm hỏng thanh đao của anh rồi. Hết chương 160, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.